Buddha. Nhất tâm định lệ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải vô thượng điệu ngữ, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú, chúng con thành kính tri ân thượng tọa minh hạnh và cảm ơn quý sư. Bài học hôm nay Trung Bộ Kinh bài 92 Kinh Xê Lá phân đoạn Xê Lá Xuất Tá phân đoạn 442 đến 445 sẽ do thượng tọa Giác Đẳng giảng dạy. Tiếp đến chúng con xin được kính cung thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu Từ Bi dẫn nhập bài pháp thoại hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Bụt Thầy Giờ. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức Thân Chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, có lẽ Thượng Tọa Tuệ Siêu không có vào được hôm nay, nên chúng tôi xin được dẫn nhập cho bài kinh này trước khi chúng ta nghe phần chánh kinh. Hôm nay chúng ta sẽ đi qua một bài kinh cũng nằm ở trong phẩm Bà La Môn, và trong bài kinh này đề cập đến hai vị Bà La Môn Sanyasa và Xê Lá. Cả hai vị này đều là những người có kiến thức, có địa vị và cũng là những người có cái phúc duyên rất lớn, nên chỉ gặp Đức Phật một lần thôi. Những vị này đã có những thành tựu lớn ở trong giáo pháp. Và một vài chi tiết mà chúng ta được nghe về những vị này quả thực là rất là lợi lạc để chúng ta ôn nhắc lại trong thế giới ngày hôm nay. Bây giờ thì mời quý Phật tử lắng nghe phần chánh kinh, và sau đó thì chúng tôi sẽ trở lại với bài giảng hôm nay. Bởi vì thì tòa Pháp Tân là vị giảng sư trong ngày, nhưng mà thượng tọa cũng bận, do vậy chúng tôi sẽ đi khuyết ngày hôm nay. Xin quý Phật tử đọc cho phần chánh kinh. Sa thú, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã dẫn nhập bài học ngày hôm nay, và con xin được đọc chánh kinh. Và cảm ơn Xích Quang Nguyệt. Bài 92 Kinh Xê Lá, Xê Lá Xuất Tá phân đoạn 442 đến 445. Chú thích dẫn nhập. Bà La Môn Xê Lá là một người uyên bác kinh điển Quê Đa. Trong một lần viếng thăm trú xứ của một tu sĩ Bà La Môn tên Kê Ní Giá,
có ấn tượng mạnh mẽ về sự trang trọng to lớn trong cách vị này chuẩn bị đón tiếp cúng dường Đức Phật và Chư Tăng. Được biết vậy, Sa môn Xê Lá mang theo 300 đệ tử đồ chúng đến diện kiến Đức Phật. Lần thứ hai, Bà La Môn Xê Lá có ấn tượng sâu sắc về đại trượng phu tướng nơi Đức Phật. Xê Lá là một bậc thông tuệ và đầy đủ duyên lành, do vậy chỉ sau vài câu vấn đáp ngắn gọn đã cùng đồ chúng xuất gia theo Đức Phật. 442. Một lễ cúng dường vô cùng trọng thể. Kề Ni Giá là một tu sĩ Bà La Môn có gia đình và hưởng thụ dục lạc trong sự giàu có và sang trọng. Những tu sĩ này thường được gọi là Giá Tí Lá vì bệnh tóc hay để tóc đanh. Khi vị này gặp được Đức Phật và Chư Tăng, cảm nhận ngay sự cao quý của những bậc thực sự thoát tục, Kề Ni Giá ba lần cầu thỉnh Đức Phật và Chư Tăng về trú xứ của mình để thọ trai. Với sự chuẩn bị vô cùng trọng thể của vị này đã gây ấn tượng mạnh mẽ cho một tu sĩ Bà La Môn khác tên là Xê Lá. Kinh văn: Như vậy tôi nghe thời Thế Tôn du hành ở Anguttarapa cùng với đại chúng tỷ kheo 1250 vị và đi đến một thị trấn của Anguttarapa tên là Apana. Bệnh tóc Kề Ni Giá được nghe Sa môn Gotama là thích tử xuất gia từ dòng họ Sakkiya, du hành ở Anguttarapa cùng với đại chúng tỷ kheo 1250 vị và đã đến Apana. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây về tôn giả Gotama được khởi lên. Đây là Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Với thắng trí, Ngài tự thân chứng ngộ thế giới này cùng với thiên giới, phạm thiên giới cùng với chúng Sa-môn Bà-la-môn, các loài trời và loài người. Khi đã chứng ngộ, Ngài còn tuyên thuyết điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa đầy đủ. Ngài truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, trong sạch, tốt đẹp thay sự chiêm ngưỡng một vị A-la-hán như vậy. Rồi bệnh tóc Kề Ni Giá đi đến Thế Tôn. Sau khi đến nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Thế Tôn với pháp thoại khai thị cho bệnh tóc Kề Ni Giá đang ngồi một bên, khích lệ làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Bệnh tóc Kề Ni Giá sau khi được Thế Tôn với pháp thoại khai thị, khích lệ làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, liền bạch Thế Tôn: Mong tôn giả Gotama nhận lời mời của con, ngày mai dùng cơm với chúng tỷ kheo. Được nghe nói vậy, Thế Tôn nói với bệnh tóc Kề Ni Giá: Này Kề Ni Giá, chúng tỷ kheo rất lớn, đến 1250 tỷ kheo. Ông có lòng tín thành với các Bà La Môn. Lần thứ hai, bệnh tóc Kề Ni Giá bạch Thế Tôn: Thưa tôn giả Gotama, giàu chúng tỷ kheo rất lớn, đến 1250 tỷ kheo, và giàu con có lòng tín thành với các Bà La Môn, mong tôn giả Gotama nhận lời mời của con, ngày mai dùng cơm với chúng tỷ kheo. Lần thứ hai, Thế Tôn nói với bệnh tóc Kề Ni Giá: Này Kề Ni Giá, chúng tỷ kheo rất lớn, đến 1250 tỷ kheo, và ông có lòng tín thành với các Bà La Môn. Lần thứ ba, bệnh tóc Kề Ni Giá bạch Thế Tôn: Thưa tôn giả Gotama, giàu chúng tỷ kheo rất lớn, đến 1250 tỷ kheo, và con có lòng tín thành với các vị Bà La Môn, mong tôn giả Gotama nhận lời mời của con, ngày mai dùng cơm với chúng tỷ kheo. Thế Tôn im lặng nhận lời. Bệnh tóc Kề Ni Giá sau khi được biết Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến tịnh xá của mình. Sau khi đến liền bảo các thân hữu, bà con, quyết thống: Quý vị thân hữu, bà con, quyết thống, hãy nghe tôi. Sa môn Gotama đã được
tôi mời ngày mai đến dùng cơm với chúng tỷ kheo, vậy quý vị hãy tự thân giúp việc cho tôi. Thưa vâng tôn giả, các thân hữu bà con quyết thống của bệnh tóc kê ní giá vâng đáp bệnh tóc kê ní giá. Có người thời đào hố làm lò nấu, có người bữa củi, có người rửa chén bát, có người sắp đặt ghè nước, có người sửa soạn ghế ngồi. Còn bệnh tóc kê ní giá tự mình dựng lên một dàn hoa hình tròn mandala mà là. Lúc bấy giờ bà La Môn Xê Lá trú ở A Bá Ná, vị này tinh thông ba tập Veda với tự vận lễ nghi ngữ nguyên và thứ năm là các cổ truyện, thông hiểu từ ngữ và văn phạm, thâm hiểu thuận thế luận và đại nhân tướng. Vị này dạy chú thuật Manta cho 300 thanh niên Bà La Môn. Lúc bấy giờ bệnh tóc kê ní giá có lòng tính thành với Bà La Môn Xê Lá. Rồi Bà La Môn Xê Lá với 300 thanh niên Bà La Môn vây quanh tản bộ du hành đi đến tịnh xá của bệnh tóc kê ní giá. Bà La Môn Xê Lá thấy tại tịnh xá của bệnh tóc kê ní giá có người thời đào hố làm lò nấu, có người bữa củi, có người rửa chén bát, có người sắp đặt ghè nước, có người sửa soạn chỗ ngồi. Còn bệnh tóc kê ní giá tự mình đặt lên một dàn hoa hình tròn. Thấy vậy Bà La Môn Xê Lá liền nói với bệnh tóc kê ní giá: có phải bệnh tóc kê ní giá sẽ rước dâu hay sẽ đưa dâu, hay một đại tế đàn được chuẩn bị, hay vua Sê Ní Giá Bimbisara nước Magantha được mời ngày mai với cả binh lực? Thưa tôn giả Xê Lá, tôi không có rước dâu cũng không đưa dâu. Vua Sê Ní Giá Bimbisara nước Magantha có được mời ngày mai với cả binh lực, nhưng tôi chuẩn bị một đại tế đàn. Sa môn Gotama là thích tử, xuất gia từ dòng họ Sakkiya, du hành ở Anguttarapa cùng với đại chúng tỷ kheo 1250 vị và đã đến Apana. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây về tôn giả Gotama được khởi lên. Đây là Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác, bậc minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Vị ấy được con mời ngày mai đến dùng cơm với chúng tỷ kheo. 443. Từ âm thanh huyền diệu đến tôn nhan của bậc đại trượng phu. Vốn có căn lành đầy đủ, khi tu sĩ Bà La Môn Xê Lá nghe đến từ Bút Thá Đức Phật, trong lòng dâng lên một cảm giác quý kính khôn cùng. Đến khi được diện kiến thấy được đại trượng phu tướng của Phật thì bội phần hoan hỷ. Kinh văn: tôn giả Kê Ni Giá, có phải ông nói Đức Phật? Tôn giả Xê Lá: vâng, tôi nói Đức Phật. Tôn giả Kê Ni Giá, có phải ông nói Đức Phật? Tôn giả Xê Lá: vâng, tôi nói Đức Phật. Rồi tôn giả Bà La Môn Xê Lá suy nghĩ: chỉ có một âm thanh Đức Phật này cũng khó tìm được trong đời. Theo thánh điển của chúng ta được truyền lại về 32 đại nhân tướng, những ai có 32 tướng ấy sẽ chọn một trong hai con đường, không có con đường nào khác. Nếu là tại gia sẽ thành vị chuyển luân thánh vương, chinh phục mọi quốc độ, đầy đủ 7 món báo. 7 món báo này là xe báo, voi báo, ngựa báo, châu báo, ngọc báo, ngọc nữ báo, cư sĩ báo và thứ 7 là tướng quân báo. Và vị này có hơn 1000 con trai là những vị anh hùng oai phong lẫm liệt, chiến thắng ngoại quân. Vị này sống thống lãnh quả đất cùng tận cho đến đại dương và trị vì với chánh pháp, không dùng gậy, không dùng đao. Nếu vị này xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị này sẽ chứng quả A-la-hán chánh đẳng giác, quét sạch mê lầm ở đời. Và ông ta nói: này tôn giả Kê Ni Giá, nay tôn giả Gotama ấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác ấy trú ở đâu? Khi nghe nói vậy, bệnh tóc Kê Ni Giá duỗi cánh tay mặt nói với Bà La Môn Xê Lá: tôn giả Xê Lá, tại ngôi rừng xanh kia,
Rồi Bà La Môn Xê Lá với 300 thanh niên đi đến Thế Tôn. Bà La Môn bảo những thanh niên ấy: quý vị hãy đến một cách im lặng, đặt chân xuống từng bước một các bậc Thế Tôn ấy như con sư tử sống một mình, rất khó đến gần hay ưa thích an tịnh. Đúng ra Sa Đà, nếu ta có thảo luận với Sa Môn Gotama, chư tôn giả chớ ngắt người ta, chư tôn giả hãy chờ ta nói xong. Rồi Bà La Môn Xê Lá đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Rồi ngồi xuống một bên, Bà La Môn Xê Lá tìm 32 đại nhân tướng trên thân Thế Tôn. Bà La Môn Xê Lá thấy phần lớn 32 đại nhân tướng trên thân Thế Tôn, trừ hai tướng. Đối với hai đại nhân tướng ấy, nghi hoặc sanh, do dự sanh, chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là tướng mã âm tàn và tướng lưỡi rộng dài. Rồi Thế Tôn suy nghĩ: Bà La Môn Xê Lá này thấy trên thân ta phần lớn 32 đại nhân tướng, trừ hai tướng. Đối với hai đại nhân tướng ấy, nghi hoặc sanh, do dự sanh, chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là tướng mã âm tàn và tướng lưỡi rộng dài. Thế Tôn liền dùng thần thông khiến Bà La Môn Xê Lá thấy được tướng mã âm tàn của Thế Tôn, và Thế Tôn le lưỡi rờ đến, liếm đến hai lỗ tai, rờ đến liếm đến hai lỗ mũi, và dùng lưỡi le khắp cả vùng trán. 444. Sự vĩ đại và cao quý của một bậc chánh đẳng giác. Là một người bác lãm kinh điển Quê Đa và có săn tài và có văn tài, Xê Lá đã cùng những kệ ngôn, đã dùng những kệ ngôn để tán thán và hỏi pháp. Đức Phật cũng đáp lại bằng những gáp thá. Kinh văn. Rồi Bà La Môn Xê Lá suy nghĩ: Sa Môn Gotama thành tựu 32 đại nhân tướng một cách đầy đủ, không phải không đầy đủ, nhưng ta chưa biết vị ấy là Phật hay không phải Phật. Tuy vậy, ta có nghe các vị Bà La Môn niên cao lạp lớn, các bậc tôn sư, đại tôn sư nói như sau: các Thế Tôn ấy, những bậc A-la-hán chánh đẳng giác, khi những lời tán thán của những bậc ấy được nói đến, các bậc ấy tự hiện hình ra. Vậy ta hãy trước mặt Thế Tôn tán thán những bài kệ xứng đáng. Rồi Bà La Môn Xê Lá tán thán trước mặt Sa Môn Gotama những bài kệ xứng đáng như sau: thân trọn đủ chói sáng, khéo xanh và đẹp đẽ, Thế Tôn vàng chói, răng trơn láng tinh cần đối với người khéo sanh. Những tướng tốt trang trọng đều có trên thân Ngài, tất cả đại nhân tướng, mắt sáng, mặt tròn đầy, cân đối thẳng hoàn mỹ giữa chúng Sa Môn Tăng. Ngài chói như mặt trời, đẹp mắt vị tỷ kheo, da sáng như vàng chói. Với hạnh Sa Môn Ngài, cần gì sắc tối thượng, Ngài xứng bậc đại vương. Chuyển luân bậc điều ngự, chiến thắng khắp thiên hạ, bậc tối thượng Diêm Phù, vương tộc Hào Phú Vương, là chư hầu của Ngài, là vua giữa các vua, là giáo chủ loài người, hãy trị vì quốc độ. Tôn giả Gotama, Thế Tôn liền trả lời: Xê Lá, ta là vua, bậc pháp vương vô thượng, ta chuyển pháp, chuyển bánh xe pháp, bánh xe chưa từng chuyển. Xê Lá, Ngài tự nhận giác giả. Xê Lá lại hỏi thêm: bậc pháp vương vô thượng, ta chuyển bánh xe pháp. Ngài trả lời như vậy. Tôn giả Gotama, ai sẽ là tướng quân? Là tôn giả đệ tử, vị đệ tử tính thành, xứng đáng bậc đạo sư. Sau Ngài ai sẽ chuyển pháp luân Ngài đã chuyển? Thế Tôn, này Xê Lá, ta chuyển xe pháp,
bánh xe pháp vô thượng chính Sariputta, chuyển bánh xe chánh pháp. Thừa tự Như Lai vị, cần biết ta đã biết, cần tu ta đã tu, cần bỏ ta đã bỏ, do vậy ta là Phật. Ôi tôn giả Phạm Chí, còn gì nghi ở ta, hãy gác bỏ một bên, hãy giải thoát khỏi chúng. Ôi tôn giả Phạm Chí, thấy được bậc chánh giác, thật thiên nan vạn nan, bậc chánh giác ra đời. Thật thiên nan vạn nan, ta là bậc chánh giác, bậc y vương vô thượng. Ôi tôn giả Phạm Chí, là Phạm Thiên khó sánh, nhiếp phục các ma quân, hàng phục mọi đối nghịch. Ta sống tâm hoan hỷ, không sợ hãi một ai, không từ đâu run sợ. Sê lá, chư tôn giả hãy nghe, như bậc có mắt giảng, bậc y vương, anh hùng, sư tử rống, rừng sâu, thấy Phạm Thiên vô tỷ, nhiếp phục các ma quân, ai lại không tính thành, cho đến kẻ hạ tiện. Ai muốn hãy theo ta, không muốn hãy ra đi, ở đây ta xuất gia, bậc trí tuệ tối thượng. Các bà la môn, nếu tôn giả tính thành giáo pháp bậc chánh giác, chúng con cũng xuất gia bậc trí tuệ tối thượng. Sê lá, 300 phạm chí ấy chấp tay xin được phép, chúng con sống phạm hạnh do Thế Tôn lãnh đạo. Thế Tôn đáp, này Sê lá, phạm hạnh được khéo giảng, thiết thực ngay hiện tại, vượt khỏi thời gian tính. Ở đây sự xuất gia không uổng công hoang phí, với ai không phóng dật tinh tấn chuyên tu học. 445. Đã gặp được Phật thì một lòng theo Phật, dù rằng pháp thoại của Đức Phật không dài, nhưng đủ để Sê lá cùng đồ chúng xuất gia theo Phật, để rồi sau này trở thành một thánh đệ tử. Bà La Môn Sê Lá cùng với hội chúng được xuất gia dưới sự lãnh đạo của Thế Tôn, được thọ đại giới. Kinh văn, rồi này bà La Môn Kê Ní Giá sau đêm ấy tại tịnh xá của mình, sau khi cho sửa soạn các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm xong, liền báo thời giờ lên Thế Tôn. Tôn giả Gotama đã đến giờ, cơm đã sửa soạn xong. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi đến tịnh xá của bệnh tóc Kê Ní Giá. Sau khi đến liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn cùng với chúng tỷ kheo. Rồi bệnh tóc Kê Ní Giá sau khi tự tay mời chúng tỷ kheo với Đức Phật là vị cầm đầu và làm cho thỏa mãn với các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm. Rồi bệnh tóc Kê Ní Giá sau khi Thế Tôn ăn xong, tay đã rời khỏi bát, liền lấy một ghế ngồi thấp khác và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với bệnh tóc Kê Ní Giá lời tùy hỷ công đức với những bài kệ sau đây. Tế đàn là tối thượng trong các lễ tế lửa, Sa Ví Tý là tối thượng giữa bài thơ Quê Đá. Vua là bậc tối thượng giữa thế giới loài người, đại dương là tối thượng giữa các loại sông ngòi. Mặt trăng là tối thượng giữa các vì sao sáng, chúng tăng thật tối thượng với những ai bố thí, tâm mong ước nguyện cầu gặt hái nhiều công đức. Thế Tôn sau khi dùng bài kệ này nói lên những lời tùy hỷ công đức với bệnh tóc Kê Ní Giá, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi tôn giả Sê Lá với hội chúng sống một mình an tịnh, không phóng dật nhiệt tâm cần mẫn, và không bao lâu tôn giả chứng được mục đích tối cao mà các thiện nam tử đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Đó là vô thượng phạm hạnh ngay trong hiện tại, tự chứng đạt và an trú, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, sau đời này sẽ không còn đời sống nào khác nữa. Vị này biết như vậy và tôn giả Sê Lá với hội chúng trở thành các vị A-la-hán. Rồi tôn giả Sê Lá với hội chúng đi đến Thế Tôn, sau khi đến đắp y vào một bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn và đọc lên Thế Tôn bài kệ sau đây. Kính bạch bậc Pháp Nhãn, cách đây trước 8 ngày, chúng con đã đến ngài xin phát nguyện quy y.
Thế Tôn, trong bảy đêm đã nhiếp phục chúng con, đã chế ngự chúng con trong giáo lý của Ngài. Ngài là bậc giác giả, Ngài là bậc đạo sư, Ngài là bậc mâu ni, đã chiến thắng quần ma. Sau khi Ngài đoạn trừ việc vượt qua biển sanh tử, Ngài giúp quần sanh này cũng vượt qua bể khổ. Sanh ly Ngài vượt qua, lậu hoặc Ngài nghiền nát. Ngài là sư tử chúa, không chấp không sợ hãi. 300 tỷ kheo đồng chấp tay đứng thẳng. Ôi anh hùng chiến thắng, Ngài duỗi chân bước tới. Hãy để các đại nhân đảnh lễ bậc đạo sư. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu phân đoạn và chú thích tỳ kheo Giác Đẳng. Và con đã đọc xong chánh kinh, chúng con xin được kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng giảng giải bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính bạch chư tôn đức, thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta học bài kinh Sê-la. Bài kinh này đề cập đến trường hợp có một lần Đức Thế Tôn Ngài đi ngang cái thị trấn tên là Apana. Thưa quý vị, cái xã hội Ấn Độ thời Đức Phật là một cái xã hội cực thịnh, và giống như ngày hôm nay đó, những cái thành phố lớn thì tương đối là có nhiều sắc dân, nhiều giai cấp sống chung với nhau. Do vậy, những cái người mà giàu có, giai cấp gọi là thượng lưu của xã hội đó, thường là họ họ dời về ngoài ô, hay là họ lập những cái mạc riêng. Apana cũng là vậy. Giống như ở bên Mỹ, chúng ta có chữ suburban, là những người da trắng, giàu có, họ hay tập trung về những vùng ngoại ô và họ lập những thành phố nhỏ. Nhưng mà những thành phố này, nó bẩm cái quyền lợi của những người da trắng. Thì ở thời xưa có vậy. Apana là một cái tỉnh ấp. Tỉnh ấp thường là khi mà nhà vua mà đãi ngộ một vị bà la môn nào thì hay tặng cho một tỉnh ấp, và ở trong cái tỉnh ấp đó, vị bà la môn đó có quyền thiết lập cái văn hóa, cái phong tục và cái sinh hoạt riêng của mình. Và ở trong cái giới bà la môn đó, thì thưa quý vị, như chúng ta biết, đó là một giai cấp. Và ở trong giai cấp này đó, họ có những điều rất là nổi bật. Đó là họ là người thuộc về thành phần trí thức, có học kinh điển, và kinh điển Phệ Đà hay là kinh điển Veda đó, tức là một cái nguồn tri thức rất là lớn của Ấn giáo. Như là ngày xưa mà ở tại Việt Nam của chúng ta, mà cái người gọi là có học á, là người biết về tứ thư ngũ kinh của Khổng Mạnh, ví dụ Luận Ngữ, Trung Dung rồi vậy đó. Thì cái giới mà gọi là giới trí thức của xã hội Ấn Độ là cái giới phải thông hiểu kinh điển Phệ Đà.
Và có một cái phong tục, một điều khác mà chúng ta nhớ rằng những vị Bà La Môn này đó, họ là nửa đời nửa đạo, họ khác với giai cấp Sa Môn. Giai cấp Sa Môn là những vị đi tu, mà thường đi tu là từ bỏ gia đình, sống đời sống không gia đình, mà tương đối là đa số các vị Sa Môn là nghèo, đời sống thanh bậc. Còn những vị Bà La Môn có nhiều vị rất là giàu có. Họ có một phong tục khác mà chúng ta nên biết là cái gì cũng vậy. Người ta có một cái niềm tin ở tôn giáo là cái tóc là gốc của người. Và do vậy họ giữ tóc, họ không có cắt. Và họ để tóc đanh. Có lẽ là cái vị nào mà ít có nhiều vị ở thành ít có nghe cái chữ để tóc đanh. Ở trong này dùng chữ là bệnh tóc. Ở miền Nam ngày xưa đó, thỉnh thoảng có những vị mà theo bên Hòa Hảo, Phật giáo Hòa Hảo, hay là theo ông Đạo Dưa chẳng hạn, thì người ta có phong tục là không có hớt tóc, không có cắt tóc. Là ông để tóc dài và họ để đanh, tức là họ thắt lại. Cái tục gọi là tục bệnh tóc. Nó có nhiều lý do. Lý do thứ nhất là họ không muốn để đầu trọc. Đối với nhiều người, họ xem đầu trọc là vấn đề phản cảm, tức là cạo tóc là phản cảm. Và những nếu hớt thì mỗi người hớt một kiểu thì không đồng bộ. Vả lại họ tin rằng để tóc dài đó, đó cũng là một cái cách thể hiện cái một cái niềm tin của họ. Mà ngày nay có một số, khi mà chúng ta sang Ấn Độ đó, ta thấy các vị đạo sĩ Bà La Môn hay để tóc đanh. Và có lẽ cái hình ảnh nổi bật nhất mà chúng ta thường thấy là những người theo đạo Sikh. Đạo Sikh là một cái đạo mà kết hợp giữa Hồi giáo và Ấn giáo, chỉ có tại Ấn Độ thôi. Những vị theo đạo Sikh thường là những cái vị mà để đồ đanh và họ quấn khăn. Thì trước chúng ta có một vị thủ tướng của Ấn Độ là ông Sikh cũng có như vậy. Và chúng ta nghe nói những người theo đạo Sikh đôi khi đi dọc qua phi trường mà những cái viên chức an ninh phi trường bắt họ tháo ra thì họ cảm thấy rất là nhục nhã và họ than phiền rất là nhiều. Nhưng mà ngày nay càng ngày càng phổ thông. Đó là một cái hình thức mà người ta để biểu hiện cho cái niềm tin và tôn giáo. Thì để đồ đanh hay là bệnh tóc là một cái hình thức rất là quen thuộc, rất là phổ thông trong xã hội Ấn Độ. Thì như chúng ta được biết là lần đó Đức Phật Ngài đi ngang một cái tỉnh ấp tên là Apana. Chúng ta cũng xin nói thêm một điều. Thời Đức Thế Tôn còn tại thế đó, thì cũng như tất cả chư Phật, là các ngài ở trong chùa không có nấu ăn, mà chỉ đi khất thực, là một cái sinh hoạt rất là bình thường. Nếu mà không đi khất thực thì chỉ có trường hợp khác, đó là có một vị đàn tính nào đó họ mời về để họ cúng dường Trẻ Tăng, thì Đức Phật và Chư Tăng dẫn lời. Còn không thì chỉ Đức Phật và Chư Tăng đi khất thực. Thưa quý vị, thời kỳ đầu của giáo Pháp, khi mà người cư sĩ Phật tử mà biết đạo ít và Chư Tăng cũng ít, thì Đức Phật này ít có đi đâu mà với một cái hội chúng quá đông, tại vì nó bất tiện cho việc khất thực. Ngay cả chúng tôi ở bên Thái Lan, sau này thưa quý vị, những ngôi chùa lớn như là chùa Phật Nam chẳng hạn, chùa Phật Nam Phasicharan, thì ngay cả ngày khuyến khích là Chư Tăng, tại vì ở cả ngàn vị đó, thành ra đừng đi khất thực chung quanh để dành cho các chùa khác. Tại Chư Tăng khất thực ra bên ngoài, các chùa khác khất thực rất là khó. Thì như vậy, chúng ta cứ tưởng tượng rằng khi Đức Phật và Chư Tăng đi với một con số lớn, và con số lớn này mỗi buổi sáng
Chư Tăng ra đường để đi khất thực, đi vào các thành phố khất thực đó. Thì tại vì đông quá, thật ra có nhiều khi không đủ thực phẩm. Mặc dù người Ấn Độ thì họ có lọc. Thì một khi mà Phật giáo đã phát triển mạnh vào trong dân gian rồi đó, thì cái hình thức được xem là cái dấu hiệu của sự lớn mạnh đó là quần chúng Phật tử đông đảo. Và Đức Thế Tôn, Ngài có thể đi du hành với một cái hội chúng đông đảo chư tỳ kheo. Trước khi mà Phật giáo được phổ cập rộng lớn trong dân gian đó, thì Đức Phật Ngài không có tiện để Ngài đi lại ở trong dân gian với một cái ở làng mạc thành phố với một số lượng chư tăng đông. Và cái thời kỳ mà gọi là đông nhất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, dạ đông nhất, đó là Ngài đi với một cái hội chúng 1250 vị tỳ kheo. Cái con số này á, là con số thực chứ không phải là một hư số, tức là chính xác là 1250 vị tỳ kheo. Thì chư Phật ở trong quá khứ, hiện tại, vị lai đó đều có con số của tăng hội, đều có con số của tăng hội, tức là có khi các ngài đi với một hội chúng như là Đức Thế Tôn Kassapa, có nhiều khi ngài đi với hội chúng 10.000 vị là số cao nhất. Riêng về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, thì cái hội chúng của ngài có 1250 vị, đó là con số đông nhất. Khi mà Đức Thế Tôn lớn tuổi đó, lần cuối cùng mà ngài đi từ Vương Xá về Kusana, thì ngài dẫn theo 500 vị tỳ kheo. Thì lúc bây giờ khi mà chư Đức Phật ngài đi du hành với 1250 vị tỳ kheo, được ghi nhận là thời kỳ đó mà Phật giáo được hoằng hóa, Phật pháp được hoằng hóa rộng rãi ở tại vùng châu thổ của sông Hằng, nghĩa là có rất nhiều người theo đạo Phật và những người Phật tử có mặt ở khắp mọi nơi. Nên chi khi mà Đức Thế Tôn ngài đi ngang cái tỉnh Appana, Appana thì thưa quý vị, một vị Bà La Môn, và vị này tên là Kiniya, mới gặp Đức Thế Tôn, nghe pháp hoan hỷ và cung thỉnh Đức Thế Tôn về nhà để trai tăng để cúng dường thực phẩm cùng với chư tăng. Thì Đức Phật ngài nêu lên hai điều là: thứ nhất á, là con số tỳ kheo quá đông, và thứ hai nữa đó là vị Bà La Môn này là một người có một cái địa vị ở trong tỉnh ấp, đặc biệt là phải suy nghĩ cho cẩn thận. Tức là bây giờ vị này là một vị nổi tiếng, là một người có học, một người có địa vị ở trong giới Bà La Môn. Bây giờ thỉnh Đức Phật và chư tăng cúng dường có thể làm suy giảm đi cái địa vị ở trong giới Bà La Môn. Và Đức Thế đã nêu lên điều này 3 lần, nhưng Bà La Môn Siddhiya vẫn thưa rằng vẫn mong muốn được cúng dường Đức Phật và chư tăng. Thì thưa quý vị, ngày hôm trước, ngày hôm sau, mà hiện tại bây giờ như thời đại của chúng ta, mà ngày hôm trước và hôm sau mà cúng dường 1250 vị cùng với Đức Phật nữa đó, là chuyện lớn chứ không nhỏ, chuyện lớn lắm. Nhưng mà Bà La Môn Siddhiya vốn là một người có địa vị, thành ra về chỉ nói một tiếng thôi là tập trung được rất nhiều nhân sự và thực phẩm. Những người Bà La Môn có, tất cả mọi người đều đến góp Phật, tại vì đó là cái uy tín ảnh hưởng lớn vậy này, thì chúng ta thấy. Thì trong lúc mà đang chuẩn bị long trọng như vậy thì có một sự việc khác á, là Bà La Môn Siddhiya có một người thầy tên là Bà La Môn Sela. Vị này là vị được xem như là nổi, là một nhà trí thức, một vị bác lãm về kinh Phệ Đà, tức học rất giỏi, đi với 300 đệ tử ghé nhà của Bà La Môn Siddhiya. Chúng ta nói ở đây, tại đây là
cả hai đều là những người rất là uyên bác kinh điển Vệ Đà, có địa vị ở trong hàng Bà La Môn và hội chúng đông đảo. Thì khi Bà La Môn Xê Lá đến, thấy rằng có hàng mấy chục người gánh nước, mấy chục người bữa củi, mấy chục người lo dọn các chỗ ngồi. Rồi lúc đó Bà La Môn Xê Lá thì đang chuẩn bị một cái nơi ngồi rất là cao trọng, ở trong đó là có trang trí bông hoa. Thì Bà La Môn Xê Lá mới nói rằng, có phải là đang tổ chức lễ rước dâu, tức là đám cưới, hay là làm một tế đàn, hoặc là đang chuẩn bị để đón tiếp nhà vua, có phải như vậy không? Dạ, thì Bà La Môn này trả lời là không. Dạ, tất cả đều không như vậy. Chỉ có điều là vị này đang đón tiếp một vị Sa Môn, và vị Sa Môn này vì Sa Môn này là bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Đà Thế Tôn. Vị này vừa nói lên vừa tán thán Đức Phật như vậy, và ngày mai sẽ thỉnh Đức Phật đến cúng dường. Thì thưa quý vị, Bà La Môn Xê Lá khi mà nói như vậy đó, thì một cái âm thanh đã lọt vào tai của Bà La Môn Xê Lá, đó là chữ Bút Thá hay là Phật Đà. Ngày hôm nay khi mà người Việt Nam chúng ta nghe chữ Phật Đà, chúng ta nghe một âm thanh khác, rất khác. Nhưng mà đối với cái xã hội Ấn giáo và trong ngôn ngữ tiếng Phạn đó, chữ Bút Thá là bậc giác ngộ hay bậc đại giác. Thì nó nghe nói đến đại giác, bậc giác ngộ đó, thì có một cái luồng điện chạy trong người của Bà La Môn Xê Lá. Yeah. Cái chữ đó nghe nó đẹp, nghe nó thấm thía, nghe nó có cái gì rất là kỳ diệu khi mà nói đến bậc đại giác Bút Thá hay là Phật Đà. Nó tương tự như vậy, thưa quý vị, ở trong cuộc đời của chúng ta, có nhiều khi mình sống, mình có rất nhiều, đi rất nhiều, nghe rất là nhiều, nhưng mà chúng ta lại không có, không thích thú lắm, không có cái gì mà cảm thấy hấp dẫn lắm. Nhưng bất chợt tình cờ chúng ta nghe một âm thanh gì đó, hay gặp một cái gì đó mà mình thực sự mình rất là thích, rất là hoan hỷ. Giống như một người mà có cái trình độ thẩm âm rất cao, nhưng mà họ chưa bao giờ nghe được bản nhạc nào, mà họ cảm thấy rằng bản nhạc đó nó có cái chất xúc tác mạnh đến tâm hồn của họ. Nhưng mà bất chợt họ nghe được một bản nhạc, và bản nhạc nó đi vào trong lòng. Bản nhạc nó có những âm thanh diệu kỳ mà nó khiến cho họ cảm thấy rất là hưng phấn. Thì tương tự như vị Bà La Môn Xê Lá chưa bao giờ mà được nghe một cái âm thanh nào là như Bút Thá, là một bậc giác ngộ, mà bây giờ nghe tự nhiên trong lòng hoan hỷ vô cùng, một cái sự hoan hỷ tột bậc, chúng ta gọi là có pháp hỷ. Ngày xưa, thưa quý vị, hồi trước chúng ta có đọc câu chuyện về một nhân vật khác là ông Cóc Cô Độc đó. Ông Cóc Cô Độc khi mà ông sang bên Anh mà hỏi ông Anh đang làm cái gì nữa, ngày mai đang chuẩn bị trai tăng để ngày mai cúng dường Đức Phật, thì ông nghe chữ Đức Phật ông cũng cảm giác giống như Bà La Môn Xê Lá này. Và vì Bà La Môn Xê Lá này nghe nói như vậy thì cũng không hỏi thêm gì, và mới dẫn 300 đệ tử đi tìm đến cái chỗ của Đức Phật đang ở. Thưa quý vị, ở trong cái thời gian kỳ mà Đức Phật này trước khi sắp ra đời đó, thì có một vài cái hiện tượng là các vị Phạm Thiên ở cõi trời Ngũ Trình Cư đã đưa vào trong cái kinh điển của Vê Đa đó một số những cái ghi nhận về bậc đại trư phu, trong đó có 32 đại trư phu tướng.
Và cũng lưu lại một cái lời truyền thống rất là một vị đại giác ra đời thì ngài có cái đặc tính là ngài ngài là bậc an tịnh. Dạ, bậc an tịnh, ngài sống không có ồn ào. Và những điều này với một người như Bà La Môn Xê Lá thì biết quá rõ, tại vì là người học Veda kỹ mà. Nên khi mà đến gần cái chỗ Đức Phật thì Bà La Môn Xê Lá dặn những đệ tử là một cái bậc đại giác thật sự đó, thì đó là một vị mà như một con sư tử, một chú săn lông, sống rất là tịch mịch chứ không có ồn ào. Và tất cả mọi người đều giữ im lặng, không có nói và đến gần Đức Phật. Thì quý vị, chúng ta đọc đoạn này thì có ghi nhận là có ba sự việc xảy ra. Thứ nhất là bằng cái kiến thức truyền thống thì vị này quan sát 32 đại trưởng phu tướng của Đức Phật, thì vị này quan sát được 30 tướng. Còn hai cái tướng là tướng mã âm tàng và tướng lưỡi thì lại không có quan sát được, tại vì nó là ẩn tướng. Và Đức Phật ngài đã dùng thần thông để ngài hiển hiện cho vị này thấy được. Và chính cái sự kiện này và sự kiện này nên ở tại các quốc gia Phật giáo Nam Tông, nhất là Thái Lan và một quốc gia nữa là Phật giáo Tây Tạng đó, thì đôi khi quý vị thấy rằng người ta tạc cái tượng Đức Phật mặc cái y nhưng mà giống như không mặc y vậy đó, tức là cái y nó bó sát thân người ngài. Dạ, mà ở ngoài thì không bao giờ chúng ta thấy chuyện đó. Dạ, đâu ai mặc y mà bó sát người như vậy. Nhưng mà ở trong đó hiển hiện cái đại trượng phu tướng của ngài. Ví dụ cái tướng ngài, ngài có cái dáng eo thon mà ngực to giống như là con sư tử. Dạ, ngực to bây giờ chúng ta gọi là cái tướng hình chữ V á. Thì quý vị nào đi chùa mà thấy chư tăng mặc y á, đâu bao giờ quý vị thấy được cái eo bao giờ đâu. Dạ, nhưng mà khi mà quý vị nhìn thấy những tượng Phật, chúng tôi nói không biết là có vị nào biết cái đó không, nhưng mà nếu quý vị nhìn thấy Phật tượng Phật Thái Lan á, tượng Phật Thái thì mặc y nhưng mà giống như y ôm sát, và chúng ta có thể thấy được cái thân tướng của Đức Phật giống như hình con sư tử. Thì cái đó là nó dựa trên những câu chuyện Bà La Môn quan sát cái đại trường phu tướng của Đức Phật, và Đức Phật hiển hiện cho thấy cái tướng của như vậy. Thì bị Bà La Môn thì quan sát bằng mắt thì chỉ thấy được 32 tướng, nhưng mà có hai tướng thì lại không quan sát được. Thành ra Đức Phật ngài đã hiển hiện cho vị này thấy được. Và sau khi thấy xong, vị này lại nhớ ở trong kinh điển lại có ghi một sự việc khác đó, là bậc đại giác, tức là một bậc đại giác ngộ ra đời á, thì chỉ khi nào mà mình tán thán ngài, ca ngợi ngài, thì ngài mới nói là ngài là ai thôi. Còn nếu mà không thì ngài không có nói. Dạ. Thì chuyện này rất là dễ hiểu, là Đức Phật ngài không tự nhiên ngài đi nói người khác là ta, Như Lai là bậc vĩ đại, bậc cao cả. Đức Phật không nói như vậy. Nhưng mà vị này mới dùng một cách mà có ghi lại trong truyền thống, là vị này nói lên cái lời xưng tán đối với Đức Phật. Dạ, lời xưng tán. Ngài có 32 triệu trường phu tướng như vậy. Thì khi vị này xưng tán như vậy thì Đức Phật cũng giống như chư Phật đều có cái truyền thống giống nhau, là khi người ta tán thán mình thì mình cho các vị đó biết để vị đó hoan hỷ. Thí dụ như bây giờ chúng tôi nói một cái người mà rất là giỏi về một cái ngành gì đó. Dạ. Rất giỏi về ngành đó. Bây giờ chúng tôi ví dụ như Sự Tội Từ Siêu là người học giỏi về Bali, rất giỏi về Bali. Sự Tọa tự nhiên mà quý vị gặp Sự Tọa Từ Siêu đó, ồ tôi là người giỏi Bali đâu, người ta không nói như vậy. Nhưng mà khi mà có vị nào mà biết á, thì đến nói Sự Tọa nói rằng nghe Sự Tọa phân tích mấy chữ thật là hoan hỷ quá thế này kia, thì Sự Tọa Từ Siêu mới nói ồ dạ cái trường học Bali nó thế này thế kia, Thiền Tọa mới nói ra là mình mới biết Sự Tọa là người giỏi Bali. Thí dụ vậy, chúng tôi tạm dùng thí dụ ở đời sống hàng ngày để quý vị hiểu là đây là một điểm đặc điểm của chư Phật, mà đặc điểm này cũng có ghi ở trong kinh Phệ Đà, là những bậc đại giác ngộ là chỉ
xác định rõ mình là bậc đại giác. Khi mà có những người tán thán và tán thán thật lòng, tán thán đúng chỗ, thì các ngài sẽ nói ở trong này dùng dịch câu gọi là hiện nguyên hình thì nghe của hơi tức cười, nhưng mà thực sự là chư Phật các vị, đó là một cái thông lệ của chư Phật. Các ngài xác nhận ngài, các ngài là bậc đại giác khi mà có người tán thán, thì điều này được Bà La Môn Xê La. Bà La Môn Xê La không có sai, thưa quý vị. Bà La Môn Xê La là một người hiểu được, cái pháp đã được ghi lại trong kinh Phệ Đà, là một cái bậc gọi là tối thanh tịnh đó, là bậc hiểu biết được tất cả, gọi là bậc kiến giả. Kiến giả tức là bậc thấy được tất cả. Rồi bậc, cái bậc mà đại sĩ giác ngộ á, thì là bậc sống trong bằng sự thanh tịnh. Bậc đại sĩ, bậc giác ngộ, chánh đẳng giác là bậc có 32 đại trường phương tướng. Mà bậc giác ngộ đó là bậc mà có thể minh xác là mình là Phật. Khi mà có người nói lên lời tán thán, thì nếu chúng ta biết về những điều đó, điểm đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng Bà La Môn Xê La đúng là một người gọi là hiểu đời, hiểu đạo, là người nắm được cái đạo lý. Mặc dù vị này là Bà La Môn, nhưng mà vị rất là thông hiểu kinh Phệ Đà và rất hiểu rõ về thế nào là một gọi là bậc xuất thần, xuất trần thượng sĩ, là một bậc cao cả trong đời. Bà La Môn rất hiểu rõ điều đó. Và đúng như là những gì mình được hiểu đó, là tất cả đều đưa Bà La Môn Xê La đến gặp vị chánh đẳng chánh giác. Từ cái âm thanh đầu tiên là bậc đại giác đã là cảm nhận được rồi, cho khi đến khi quan sát bằng mắt, cho đến khi đối thoại, tất cả đều xác chứng với Bà La Môn Xê La rằng ồ, đây là bậc cao cả tối thượng ở đời, bậc đại giác. Thưa quý vị, Bà La Môn Xê La là một người có văn tài, mà chúng ta gọi là xuất khẩu thành thi đó. Một người rất giỏi. Do đó vị này đã nói lên lời tán thán với Đức Phật bằng kệ ngôn, chứ không phải bằng ngôn ngữ bình thường. Bằng kệ ngôn, bởi vì vị này là vị có văn tài và có kiến thức mà. Và Đức Phật ngài cũng đáp lại bằng kệ ngôn. Nhưng mà kệ này ở trong cái phạn văn rất là hay, nhưng mà chúng ta không có thì giờ để bàn thêm ở tại đây. Và nếu vị nào mà biết cái tiếng Bali thì những bài kệ này có nhiều câu đặc biệt là hay lắm. Dạ, cái cách về cái văn phong cũng giống như là cách dùng chữ rất là đẹp. Ví dụ như là Đức Phật là vị tối thượng y vương, tức là một vị thầy thuốc tối thượng ở đời. Hay là ở trong đó có nhiều cái ngôn ngữ rất là diễm tuyệt trên phương diện ngôn ngữ. Thưa quý vị, sau khi mà Đức Phật ngài dạy như vậy, Bà La Môn Hoa Kỷ rồi đó, thì vị Bà La Môn Xê La mới nói với đồ chúng của mình, dạ, nói với những người đi theo mình. Chúng ta nhớ lúc đó Bà La Môn Xê La đi với 300 đệ tử, là bây giờ tôi sẽ xuất gia theo Đức Phật, đã gặp được Đức Phật rồi. Mình chúng ta nhớ Bà La Môn Xê La lúc đó là một Bà La Môn gọi là thượng đẳng, là một bậc đại trí thức trong hàng là Bà La Môn danh tiếng, thì mới nói với hàng đệ tử rằng ta sẽ xuất gia theo Phật. Vì các con ai muốn xuất gia theo thì cứ xuất gia, ai không muốn thì có thể trở về. Và cả 300 học trò đó đều cùng với Bà La Môn Xê La đều bạch thưa với Bà La Môn Xê La là đồng xuất gia theo Phật giống như thầy của mình. Và như vậy là Bà La Môn Xê La và đồ chúng 300 vị đồng xuất gia theo Đức Phật. Thì thưa quý vị, ngày hôm sau á, Đức Phật cùng với 1250 vị tỳ kheo đến nhà của Bà La Môn Xê Ni Giá để thọ thực trai tăng, và Đức Phật thuyết pháp. Ở trong đây có ghi nhận cũng một phong tục khác mà chúng ta nên biết, đó là khi mà những vị thí chủ và mời thỉnh chư tăng về nhà
lễ trai tăng thì chư tăng thường hay tụng kinh. Cái tụng kinh gọi là Anumodana, tức là chúng ta hay dịch là kinh phúc chúc, nhưng mà thật sự Anumodana dịch là nói lời tùy hỷ. Và đây là một cái truyền thống mà đã có từ thời Đức Phật hiện đại và chư Phật trong quá khứ. Tức là khi mà những vị chủ thỉnh chư tăng về nhà để trai tăng thì nói lên lời tùy hỷ. Lời tùy hỷ là lời thế nào? Tùy theo mỗi trường hợp, nhưng mà đa số lời tùy hỷ, thí dụ như có một Phật tử họ thỉnh chư tăng về nhà để cúng dường thực phẩm, thì Đức Phật này nói rằng cho vật thực là cho sức mạnh, cho đèn là cho mắt, cho vật thực là cho sức mạnh, cho xe thuyền hay là phương tiện di chuyển là cho sự an vui. Và người cho vật vừa lòng hẳn được vật vừa lòng, người cho vật quý trọng hẳn đi đến với quý trọng chẳng hạn. Đó là những cái lời tùy hỷ. Thì trong trường hợp này Đức Phật dạy những cái lời tùy hỷ, trong đó Ngài có nói là như chúng ta đọc, Ngài có đưa ra những cái thí dụ là trong cái xã hội loài người, cái vị vua là tối thượng, ở trong cái ánh sáng ban đêm thì ở trên trăng sao thì mặt trăng là sáng hơn cái vì sao. Ở trong tất cả những cái khối nước trên thế gian này thì đại dương là khối nước lớn nhất. Trong những ánh sáng đó là ánh sáng mặt trời. Ở trong những cái ruộng phước thì tăng chúng là phước điền vô thượng. Ví dụ vậy, Đức Phật Ngài cái lời đó gọi là lời tùy hỷ, để cho vị đó đã khoan hỷ rồi lại khoan hỷ thêm, đã có làm việc thiện rồi, thì bây giờ với cái việc mà lời nói của Đức Phật để xác quyết là những gì mà các vị làm này rất là lợi lạc, rất là phúc đức, thì đó là cách nói lời tùy hỷ của Đức Phật. Bây giờ thưa quý vị, người Phật tử không có cái thói quen đó, hay là phước chỉ tụng kinh, và nhiều lúc tụng kinh chỉ đăng chỉ tụng kinh thôi, tụng kinh tiếng Phạn, đôi khi quý vị cũng biết chữ đăng tụng cái gì. Nhưng mà kỳ thật là nếu mà chư tăng mà biết đó, thì mỗi lần mà Phật tử nhà trai tăng thì nói một vài lời để tán thán. Nhưng mà tán thán này không phải là để nịnh bợ hay để ca ngợi Phật tử, mà chỉ nói lên cái giá trị của những gì vị đó làm. Và một cái vị sư mà biết cách nói đó, thì dựa trên cái lời tùy hỷ Anumodana và Đức Phật nói, thì điều đó sẽ làm cho cúng dường những thứ, là những vị đàn tính thí chủ rất là hoan hỷ. Hoan hỷ họ tăng thêm được phước. Như là ở trong kinh nói rằng một người làm phước trước khi làm, trong khi làm, sau khi làm, tức là khi đã làm xong rồi đó mà còn nghĩ đến và nghĩ một cách chân chánh thì được cái phước rất là viên mãn. Chỉ ở đoạn cuối của bài kinh này, thưa quý vị, ở đoạn cuối bài kinh đó nhắc lại Bà La Môn Xê Lá và 300 đệ tử sau khi được Đức Phật cho thọ đại giới, thì những vị này đã được hướng dẫn để tu tập và đã đi tìm một cái nơi thanh tịnh, tại vì những vị này đều là những vị mà chúng ta gọi là căn cơ đã chín mùi rồi. Các vị chỉ tu tập 7 ngày, là trong 7 ngày đó các vị đã chứng đắc đạo quả một cách rất là nhanh chóng với những cái lời chỉ điểm ngắn gọn của Đức Phật. Và đến ngày thứ 8 thì tôn giả Xê Lá cùng với 300 vị tỳ kheo đã đến đảnh lễ Đức Phật, sau khi mà tất cả những vị này đã trở thành những vị A-la-hán, và các vị đã nói lên lời tán thán và bạch Đức Phật về những gì mà các vị đã thực hành theo lời Phật dạy, đã thành tựu. Thì đó là bài kinh, nội dung bài kinh Xê Lá. Thế trong bài kinh này, thưa quý vị, cho chúng ta biết nhiều về một số các nét văn hóa của Ấn Độ, của Bà La Môn giáo, của cái đời sống thời Đức Thế Tôn còn tại thế của dân gian. Nhưng mà ở trong đó cũng đề cập đến có hai vị Bà La Môn là Bà La Môn Sê Ni Giá và Bồ Xê Lá. Một người sau này là một đệ tử cư sĩ rất là thuần thành, đó là Bà La Môn Sê Ni Giá, và một Bà La Môn khác trở thành một vị A-la-hán với thời gian tu tập rất là chóng vánh, chỉ có 7 ngày sau khi tu tập đã chứng quả A-la-hán.
và cùng với 300 đồ chúng của mình. Nói chung lại thì những vị này vốn là những người nhiều phúc, nhiều đức và cái căn cơ đầy đủ chín muồi. Ngài Ajahn Chah đó, Ngài có nói về một cái trường hợp là trong đời của Ngài, là Ngài đến gặp Ajahn Mun. Ajahn Mun tức là một vị thiền sư cận đại của Phật giáo Thái Lan đó. Mà Ngài Ajahn Chah chỉ ở với Ajahn Mun có 3 ngày thôi. Ở trong 3 ngày đó, Ngài được dịp gặp và hỏi đạo. Và vì đó ảnh hưởng tất cả những sinh hoạt của Ngài về sau này, từ cái cách mặc y, từ cách tu tập, vân vân. Thì có người hỏi Ngài rằng, Ngài ở Ngài Ajahn Mun chỉ có 3 ngày thôi, nhưng mà sau Ngài học được nhiều về, thì Ngài không nói gì, Ngài nói rằng, một cái người mà có mắt thì chỉ cần biết quan sát có thể học được nhiều, còn người không có mắt á, thì có thể ở cả 10 năm đây là học cũng không được nhiều. Điều quan trọng là trong cuộc đời nó lạ lắm thưa quý vị. Có những vị mà đã giỏi rồi đó, chỉ nghe người ta chỉ điểm một chút là về làm rất tốt, rất tốt. Mà ở trong cái tối thưởng thức của mình gọi là học một biết mười. Học một biết mười tức là nghe người ta chỉ cái gì đó, chúng tôi có nghe được một người họ rất là giỏi về nấu ăn, khi mà nói chuyện mà có ai chỉ cho họ cái gì chút là họ về họ nấu món rất là ngon, mặc dù là chỉ rất là ngắn ngủi. Còn có những người mà họ không giỏi về nấu ăn, có khi chỉ hơi từng chút chút là cũng đặc như thường. Thì ở đây Bà La Môn Xê Ni Giá và Bà La Môn Xê Lá đều là những bậc thông tuệ, đều là những bậc căn cơ chín muồi, có đủ phúc, đủ trí để nghe và lãnh hội lời Đức Phật dạy. Thì chỉ với vài câu nói của Đức Phật thay đổi cả cuộc đời của những vị này, và thay đổi cả cái dòng sinh tử, đi đến chỗ thành tựu những quá vị. Đó là những cái hình ảnh rất là đẹp mà chúng ta được nghe, được biết khi mà chúng ta đọc vào cái phẩm Bà La Môn này. Bây giờ thì Bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, chúng tôi xin được kết thúc pháp thoại hôm nay tại đây, và tiếp theo để không biết Thượng Tọa Tư Quyền có mặt ở trước máy và có nghe được không. Nếu Thượng Tọa Tư Quyền nghe được, xin thỉnh Thượng Tọa Hoàn Nghị nói cho vài lời trong lúc soạn các câu thảo luận. Thưa vị, hôm nay Chư Tăng thì dạ kính thỉnh Thượng Tọa Tư Quyền. Nam mô thầy, dạ nam mô tham sanh thầy di đi thôi để chúng được nghe rõ. Dạ cảm ơn vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật đến và chúng tăng kính lễ đến Thượng Tọa Nhất Đẳng và tổng hành để Đức Tùy Tri xin thông cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị. Đọc vào kinh văn hay chúng ta thấy thường ở trong kinh có những lần mà Đức Phật ngài dùng cái thần lực của ngài để soi sáng, để làm cho cái người nghe, cái người đối diện tăng trưởng niềm tin. Nhưng mà thật người rất là hữu duyên và họ có cơ duyên như thế, và chứ không phải là chúng ta cứ nghĩ rằng mình cần phải có những cái trưng bày cái tốt, cái đẹp này, cái đẹp kia để cho người ta thấy đó là một điều tốt. Thật thì tinh thần của Đức Phật thì chúng ta học hiểu được, thì chúng ta mới thấy rằng cái mà ngài sử dụng bất cứ một cái đáng gì mà nó mang tính dị biệt, nó đặc biệt, điều đó cũng là có những duyên cớ đặc biệt, và đó cũng là cũng để lại cho tất cả chúng ta thấy không phải nói suông, không phải chỉ sách nói như vậy, mà có những ở chỗ những đoạn khác mà chính chẳng hạn gì chúng ta biết 32 tướng tốt, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của ngài đi, thì không phải nói mà cái chuyện bình thường nữa. Tức là ở trong kinh chỉ ghi vậy, những điều mà có những lúc rồi tức là ngài thực thi trong cái hành động của ngài, hay gọi là trên cái con đường giảng thuyết của chính ngài, thì chúng ta thấy
đây là một điều mà nó khác hơn. Chỉ nói suông đâu, mà có sự chứng minh. Nhưng sự chứng minh đó đó, Ngài rất là đẹp. Nhưng điều mà Ngài vẫn chứng minh cái đẹp đó để cho tất cả những chúng sinh khác phải so sánh cái đẹp, họ mới thấy đấy là một cái ý niệm của chính họ. Và chúng ta thấy trên cái tinh thần của Đức Phật đó là mục đích để là cho cái người nghe đó họ tâm phục khẩu phục, cho người nghe đó đó và nắm họ bắt theo cái thiên hướng của chính họ. Một trong những cái mà gọi là cái điều người, cái trượng phu của chính Ngài, mà chính chỉ có Phật mới thực hiện được một cái quy trình đó. Và Đức Phật Ngài đi vào đời, cái giá trị nhập thế của chính Phật nó đã thể hiện rất là lớn, nhưng cũng vẫn giữ được một cái uy nghiêm đầy đủ tất cả. Tất cả chúng ta phải tới rằng, có thể nói rằng là nhiều khi chúng ta thấy 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp thì nó chuyển đổi qua từng thời kỳ của cuộc sống. Nhưng trong 32 vẻ đẹp, 32 tướng tốt đó hoặc 80 vẻ đẹp đó, nó là bao trùm cho những cái đẹp của quá khứ, của hiện tại, của đương thời, thời Phật và trong tương lai ngày nay cũng vậy. Chúng như chúng ta thấy như cái lưỡi mà Ngài che khuất lên tới cánh, ví dụ như vậy đi, thì chúng ta hôm nay chúng ta thấy nếu một người có cái lưỡi gì thì rất là lạ, nhưng chúng ta nhớ rằng cái lưỡi đó có khả năng để đưa lên tới chứ bình thường. Như vậy thì nếu chúng ta nói tỷ lệ thì cái miệng nó rất là lớn, không phải. Và khi chính cái người đó, cái phước duyên chính họ, họ đẩy mà đưa cái lưỡi nó có thể, dài hả, vân vân. Thì đó là cái sự suy nghĩ của mình, chứ mà đừng nghĩ nó lạ quá. Hay mà chúng ta biết là cái bàn tay của Ngài đó, bàn tay của chúng ta đứng nhẹ, đứng gọi là qua cái lưng quần của chúng ta một chút xíu, nếu Đức Phật Ngài đi cái tay cái đầu gối nhá, thì nếu gì chúng ta thấy như vậy, như điều mà phải nói cái dáng người rất đẹp, thì cái tay nó như thế, chứ vậy chúng ta nhớ nó không phải là kỳ hình dị tướng nha, là kỳ hình dị tướng mà rất là đẹp, bởi mới rồi ta 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp với đầy đủ tất cả. Mà cái điều này thì chúng ta biết điều này ở trong cái tướng pháp mà thở đương thời. Và kinh Bà La Môn nó thì chúng ta nhớ là kinh coi như là kinh Veda, nó thì cái điều đó nó rất là đặc biệt, đối với những con người đặc biệt mới được cái sự xuất hiện đó. Thì qua đó chúng ta mới thấy được cái điều mà trong kinh dạy cho chúng ta thấy, cho chúng ta biết được cái sự hoàn theo là cái sự vào đời của chính Ngài đó, nó mang tính tùy duyên, khế hợp, khế cơ, khế lý, và lấy cái đọc đón biết được ý nghĩa của người. Cho nên Đức Phật Ngài đưa những cái gì nó gần kề nhất sở trường của chính họ, và chính những cái sở trường đó đó, những cái nghi hoặc của người đó, thì Ngài có những cái thuốc điều trị hay là những cái pháp đưa vào, thì chính họ có thể nhận chân, chính họ có thể hiểu biết rất là lẹ. Còn ngày hôm nay thì khi mà thuyết giảng thì chúng ta đưa một cách phổ quát, và chúng ta khó có thể khéo thuyết khéo giảng đưa đến cái hội chúng đó. Với những người có cái tâm cầu đạo, với những người có cái tâm cầu pháp, nó là một chuyện khác. Những người mà ngồi đó chỉ là ngồi đó thôi thì chúng ta không thể đón nhận được cái gì. Từ khi chúng ta cầu đạo thì chúng ta chưa có chứng đắc. Khi chúng ta nghe kinh văn giảng thuyết, nhưng đó cũng là cái duyên, đó cũng là một cái tập làm quen của tất cả chúng ta. À, những cái điều đó. Cho nên vì vậy tinh thần Phật pháp rất là đặc biệt, để cho chúng ta biết rằng tự động xe chẻ và tự động mà tiếp diễn hay tự động mà có những cái điều này, cái điều kia, thì chúng ta thấy ở trong kinh văn. Vì Đức Phật Ngài đã sống ở trong cuộc đời, cho nên chúng ta nói liên quan đến cuộc đời một cách đầy đủ rồi.
Tại vì chúng ta không đọc nhiều, chúng ta là khi mới nói rằng những người mà đi xa cái lời Phật thì đáng trách. Bởi vì sao vậy? Chúng ta phải được cái đó là cái thế cơ khế lý của chính ngài và phổ cập xã hội, nó quá là rất là tuyệt vời luôn. Tức là chúng ta đi, ngài đi sát, đi gần với cái sự, với cái đời sống của chúng sinh kiếp người, cho nên ngài mới nói những gì cho chúng sinh kiếp người để nhận chân ra được. Và thì các bạn thấy ở đây chính là cái câu có nói vài lời như vậy để trong thời gian vừa rồi cho câu thủ lực cho tiếp theo cũng kết thúc thành tựu quay trở lại Nam Mô Bổn Sư Thích. Sao thu cái chân thượng tọa Thế Quyền, thượng tọa Thế Quyền, thượng tọa có nhận thấy rằng bây giờ khi mà chúng ta nói chuyện để sống hàng ngày, ngày hôm nay đó, chúng ta hãy dùng chữ Đức Phật, nhưng mà thời Đức Phật còn tại thế đó thì chữ Đức Phật ít khi, nếu không muốn nói là hiếm khi dùng, và thông thường chúng ta hay dùng cái chữ gọi là Đức Thế Tôn Phát Câu A, giống như Phát Câu A Sao Ác Thi Dân chẳng hạn. Đức Thế Tôn đang ở ngự tại thành Xá Vệ, hơn là chúng ta dùng chữ Đức Phật. Thì thượng tọa có thấy sự khác biệt đó hay không? Và lý do tại sao thời Đức Phật còn trụ thế đó thì các đệ tử lại đề cập đến Đức Phật hay nói là dùng chữ Phát Câu A nhiều hơn là chữ Bút Tha? Xin ý kiến của thượng tọa thưa. Nam Mô Bổn Sư Thích. Kính bạch chư tăng, kính thưa toàn thể đại chúng, thì chúng ta thấy thật ra kể từ chữ nghĩa của chữ Bút Tha, từ cái chữ Bút căn Bút chỉ là con người giác ngộ thôi. Thì tới cái chữ cuối cùng chúng ta đang mời hồng danh Phật là thêm cái chữ Bút, thêm chữ Bút Tha này. Đây là cái hồng danh của Phật chứ chữ ra Bút Tha là gì? Là con người giác ngộ. Bút Thô tức là từ Nam Tăng, từ Đức Phật. Và chúng ta nhớ cái đó cũng như là chúng ta kêu ông Bụt. Thì cái từ đó, đó là cái từ mà để cho chúng ta nghe. Nhưng còn cái người mà trong kinh văn á diễn tả là đặc biệt là khác hơn. Thánh Đức Thế Tôn. Thế nào là Thế Tôn? Đây là một bậc mà giác ngộ, đây là một bậc không còn sanh tử, đây là một bậc ngày xưa đã nhiều năm, nhiều kiếp trong quá khứ tạo những cái phước duyên phước lành ba la mật để tự mình giác ngộ và tự mình không có như là vượt qua cái sanh tử, cái đau khổ. Đây là cái điều mà chúng ta thấy Đức Thế Tôn là bậc đã đi đến, đã đoạn tận và đã viên mãn trong cuộc đời này. Kính thưa quý vị, khi mình tự gọi Đức Thế Tôn như vậy thì nó bao gồm tất cả luôn, một sự viên mãn đầy đủ tất cả. Còn sự hiểu biết, Đức Bút Thá là một con người, chữ căn Bút đó, có nghĩa là một con người giác ngộ, con người hiểu biết. Nó bởi vì chúng ta mới dịch là Phật nha, tạo âm nó gần cũng như là Phật, thì chúng ta gọi là Đức Phật thì đó là bởi vì chúng ta tôn kính cho tôi gọi là Đức Phật. Còn kia Đức Thế Tôn thì cũng Thế Tôn, tức là Phật Câu Hoa Đức Thế Tôn. Thì kính thưa quý vị, nó là kinh văn người ta kính đối ngay cả ví dụ các thầy tỳ kheo nó Đức Phật hay Đức Thế Tôn đã có bởi khi Đức Thế Tôn ở tại kỳ viên tịnh xá Trúc Lâm, tịnh xá Vê Lú Á Ná, hoặc là ở Cú Rú, ở Tỳ Xá Ly vân vân, ở nơi các thành. Thì các nơi các thành đó nó được, khi mà các vị đó nói thì cái nói chữ Phật thì có người giác ngộ, ai cũng là Phật hết. Thế nhưng Phật có Phật Bách Chi Cấp Bồ Tát cũng là một con người giác ngộ, chúng ta cũng nhớ như vậy. Nhưng mà đó là Phật cái gì? Phật Thích Văn Giác. Bút Tha Sa Hoa Cát cũng là Bút Tha Sa Hoa Cát, tức là Thinh Văn Phật. Rồi Bách Chơi Các Bút Tha, rồi Độc Giác Phật, và Sama Sam Bút Tha, tức là Chánh Biến Tri Phật, tức là Chánh Phật. Thì ở đây chính nó nói lên một
cái sự cao cả của Đức Phật. Cho nên vì vậy, nếu chúng ta nói chữ Phật thì có người giác ngộ cũng là Phật, bởi có ba hạng Phật mà. Còn ở đây các ngài xác định rõ là Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác thiện thệ thế gia giải thiên nhân sư điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Đà Thế Tôn vân vân. Thì các những hồng danh đó là những hồng danh mà chỉ có Phật thôi, chỉ có Phật mới được thôi, chứ còn không có ai có thể mà đạt được như vậy. Bởi vì cái đó còn bởi chúng ta thấy cái hồng danh của ngài mà, thì cái hồng danh của ngài khó có thể lẫn lộn. Còn ngoại trừ cái thằng như là cái chữ Bút Thát thì chữ Phật nó mà tính chung. Rồi chúng ta thấy gần Việt Nam mình nó bài thêm cái chỗ, tức là cái chỗ Phật Tổ. Tức Phật Tổ đây tức là Phật cao cả nhất, Phật lớn nhất, mà lấy cái chữ Tổ coi như là chữ sáng chế, sáng tác ra không có. Thì chính sự thật ra Phật là con người cao cả hơn hết rồi, bất cứ nơi nào cũng vậy. Mà những cái phước báo, những cái điều tốt đẹp thì chính họ của chính Phật cũng đã được như vậy. Nhiều khi chúng ta nhớ là nhiều khi có những người mà với những người mà chỉ dạy như vậy phải nói hết sức là bởi không hiểu Phật pháp, không hiểu Phật pháp như vậy rồi không có chỉ dạy, chẳng hạn như là thờ Quan Âm chứ đừng thờ Phật, rồi cái tự nhiên ta đang thờ Phật cái hạ Phật xuống đưa Đức Quán Thế Âm lên, chỉ là một vị tiên nữ thôi. Nếu như trên cái nhìn của các đó chỉ là một vị chư thiên nữ thôi, rồi ta kêu Phật bà, cái chữ Phật nó đưa vô chữ Phật. Phật trong kinh văn thì không có cái nào mà có liên quan. Ví dụ chẳng hạn người ta cũng sát tác, người ta đặt cái chữ Phật vào, hay ngay cả tức là ví dụ như là Địa Tạng rồi Alitapho, A Di Đà Phật, A Di Đà cũng có trong kinh điển nguyên thủy. Cái đó made in China, tức là sản xuất từ Trung Quốc, đó là khẳng định. Cũng như Đức Quán Thế Âm cũng vậy. Ở Việt Nam chúng ta mới gọi là mẹ Nam Hải, tức là nói về coi như mẹ Nam Hải. Tại sao coi như là cũng tự trưng chứ trong một Phật Bà Quan Âm để cứu giúp cho những người mà đi biển coi như là ở trùng khơi đau khổ như vậy, là mẹ nhìn tay nhìn mắt rồi lại có thể tán và có thể giúp đỡ. Thì mẹ Nam Hải đó có cái quyền có thể giúp đỡ cho chúng sinh vân vân. Những điều mà kính thưa quý vị, khi người ta ước tâm, người ta cầu nguyện thì cũng có những vị chư thiên chư thần ở nơi đó, mà nếu hữu duyên của chính họ và vị người này có cái phước thì họ cũng có thể giúp đỡ, có thể che chở được. Cái điều này nó cũng là cái chuyện bình thường, họ nghĩ rằng như vậy là họ cầu niệm Đức Quán Âm thì được cái sự gia trì, được cái sự giúp đỡ. Đó là cái điều mà hiểu lầm đó. Nó đừng có thờ Phật Thích Ca, đừng thờ Phật Tổ đó. Thờ Phật Tổ đó coi như là Phật bỏ trơn rồi, Phật bỏ vợ bỏ con bỏ ngai vàng điện ngọc hết trơn rồi. Phật là con người bình thường, Phật là con người giác, Phật không có sở hữu. Cho nên thờ Phật như vậy chúng ta không có cái phước. Chúng ta thờ cái những người khác, những vị khác đó, thì người ta còn, thì người ta có thể giúp cho mình. Thì khi hiểu như vậy rất là sai lầm rồi. Họ nói không có cái phước nào từ phước vật, phước đức, phước trí hay là những cái gì mà bay qua khỏi bàn tay của Phật có thể hơn Phật được. Không ai có thể hơn Phật được. Thì cứ mà tự tỏ đây là chính là cái sự suy nghĩ của con là vậy. Cho nên thường thì người dùng để chỉ một cái sự tuyệt đối. Thì dĩ nhiên cái chữ Bút Thá đó cũng là một chữ tuyệt đối, nhưng đồng cái lời thì chúng ta sinh hoạt chúng ta nghe nó, ví dụ là Đức Thế Tôn thì nó là một cái từ như là một cái gì thì nghe chúng ta nghe nè, nghe trong cái văn viết thì nó hợp lý, nhưng trong cái văn nói thì nó cũng hơi chúng ta ít có sử dụng. Ít có sử dụng mang tính bình thường, hay là cái sự tôn thờ, nó tôn thờ Đức Thế Tôn, người ta nói tôn thờ Đức Phật thì người ta hiểu, còn Đức Thế Tôn thì cũng có số người, nó cũng có sự suy nghĩ.
Thì đó cũng là một một trong những cái thế thường mình dĩ, người ta phải xài như vậy. Và bạch thượng tọa cũng xin các quý vị hãy tiếp tục chương trình. Sao thủ, xin trân thủ tọa tự quyền, thủ tọa tự quyền sẵn thủ tọa đang ở trước máy, xin tọa quan hỷ chia sẻ thêm một điều này. Ngày nay có nhiều người Phật tử đi chùa, thấy rằng lúc nào đi chùa vô lại Phật thôi, hay hoặc giả là nghe pháp thì nghe pháp thôi, nhưng mà ít có khi họ cảm nhận rằng sự ra đời của một vị Phật là một điều rất là hãn hữu, rất là hiếm có, và gặp Đức Phật không phải là một chuyện dễ dàng. Khó thay sanh được làm người, khó thay gặp được Đức Phật. Thì sư tổ có chia sẻ gì về điểm này không? Làm sao để chúng ta cảm nhận rằng đó là một cơ duyên rất là hiếm có? Xin kính thỉnh sư tổ tự quyền quan hỷ trở lại. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị. Đây là một điều, nếu như chúng ta phải nói rằng có một niềm tin mà chúng ta thật sự có một cái phước báo rất là lớn, chúng ta mới gặp được Phật. Và một điều mà một vị chánh đẳng chánh giác ra đời nó lại càng khó hơn. Có nhớ cõi trái đất này không có một vị Phật nào ra đời không quý vị? Chứ phải lúc nào cũng có Phật ra đời đâu. Dạ. Hay nhớ lúc mà cái thời, những cái thời mà có những cái thời gian đó thì thật ra con người sống cũng như bây giờ những cái mà chúng ta gọi là những con người mà thời cổ đại vậy đó. Nó tính tới là sống bằng cái bản năng không, chứ không có cái sự suy nghĩ, không có cái giá trị mà để khởi sanh lên những cái tâm thiện tâm nhiều. Thì trong kinh văn có nói những lúc có kiếp trái đất, nó có những kiếp trái đất rất là dài cũng có Phật ra đời. Thì chúng ta thấy đó là không phải chuyện đơn giản, là một cái chuyện thứ nhất, chuyện thứ hai đó. Rồi đến một lúc khi một cái thời mạt pháp, khi nó không còn cái giá trị chân lý nữa, thì đó cũng là một điều mà chúng ta thấy. Mà thời gian nó dài chứ không phải nó ngắn à. Và cái thời gian của Phật ra đời thì rất là ngắn so với cái thời gian mà không có Phật ra đời nó nhiều. Chúng ta phải nhớ một điều này, bởi vì rất khó tìm, gọi là Kicho Buddha Namupado Kicham Sattham Maswanan Kicho Manusakti Lapo, tức là khó được gặp Phật mà khó được nghe chánh pháp, được có những cái câu kinh rất là hay mà được sanh làm người thật là khó, được gặp Phật ra đời thật khó thay, được nghe chánh pháp tuyệt vời, được gặp Phật ra đời thật là khó thay. Thì nào chúng ta chỉ gặp thôi là cũng không được, bởi đâu có dễ dàng, chúng ta không có đủ cái duyên. Nếu chúng ta vô duyên á thì chúng ta có thể gặp được cũng như không. Mà chúng ta, nếu chúng ta gặp được ngài mà chúng ta khởi lên cái lòng tỉnh tính, cái tâm kính trọng, cái tâm bố thí cúng dường, thì quý vị biết mới là vô lượng công đức, vô lượng công đức. Có thể nói rằng là nếu mà chúng ta gặp được Phật mà chúng ta cúng được một cái bánh củ khoai cho chính ngài thôi, chúng ta phải nói là kiếp suốt kiếp luân hồi sinh tử đó không thể nào ít bao giờ chúng ta có được khổ đó. Nếu tôi nói là cái phước báo nó vô lượng công đức. Và cũng như vậy, chúng ta gặp có Phật nhưng điều mà hoàn toàn không biết gì hết, bởi vì chúng ta phải tạo nhiều cái thiện duyên là như vậy đó. Bởi vì hình bóng đó, cái tự nhiên chúng ta khởi sanh lên cái thiện tâm khởi sanh lên. Bởi vì quý vị biết, cũng như là đây là một điều mà rất là tốt đẹp mà khi mà có những lúc mà mình viết những cái văn tác bạn có ghi ở chỗ này, những bóng y vàng chỉ đi len lỏi vào thôn ấp xóm nghèo,
có thể khơi dậy, có thể đánh thức cái niềm tin, những cái thiện tâm nó đang chìm trong quên lãng. Những người nơi đó là những xóm lao động nghèo, những con người bình dị, những con người bình thường. Họ không biết đến cái thiện tâm là gì, nhưng mà gặp cái hình bóng đó khởi sinh lên cái thiện tâm. Thì kính thưa quý vị, cái thiện tâm đó đó chính là cái gì? Hình bóng đó đó là hình bóng của Phật. Nội cái điều đó nó cũng là có phước báo rồi, mà cũng dễ dàng mà gặp mà khởi sinh lên thiện tâm. Để những người có cái tâm, có cái thiện tâm, và đó những cái nhân duyên nó mới được. Chúng ta nhớ có những người, chúng ta đừng nghĩ rằng cái những người chuyển người Phật giáo của chúng ta và những người ngoại giáo của mình ngày xưa lúc mà còn trẻ đó, chúng tôi đi từng cái đi vô những xóm đạo, họ cũng cho đó quý vị, họ cũng cúng đàng hoàng đó, chứ không phải là không. Thì quý vị biết là cũng tạo nhiều cái thiện duyên cho tất cả mọi người, chứ không phải là mọi người. Rồi sau này cũng như là đi khi mà đi làm việc các họ nghĩ là họ tôn trọng một cái sự tu hành, chứ họ không đi theo cái dĩ nhiên họ theo cái giáo lý của cái giáo điều của Chúa rồi. Ý chúng tôi muốn nói như vậy đó, nhưng họ thấy họ cũng khởi sinh lên một cái thiện tâm đó, thì nói rằng chúng tôi đang mượn một cái hình bóng của Phật thôi. Đó chính là chiếc áo giao cà sa mà nó khởi sinh lên những thiện tâm. Thì quý vị biết là nếu mà gặp ngay ngày thì sao đây? Một con người mà đã tự mình giác ngộ bởi đặng chánh giác, hiểu biết toàn tri diệu giác trong cuộc đời này, thì phải nói rằng là chúng ta quá là có phước. Mà đâu có dễ dàng được. Cũng như kiếp này chúng ta không tu thì muốn kiếp chúng ta rất là khó. Mà cái tu đó, tu để làm gì? Tu để chúng ta học, học giáo lý của Ngài, để hiểu giáo lý của Ngài. Chứ không phải tu là chúng ta nói tu, cái chữ tu là chúng ta ngồi chúng ta niệm kinh, rồi ngồi chúng ta niệm chú, chúng ta niệm kinh, hay là chúng ta tu như thế này như thế kia. Mà tức nhất là tu vào để chúng ta học hiểu những cái lời dạy của chính Ngài. Từ chỗ đó chúng ta hiểu được cái lời dạy của Ngài, thì đây chính là một phần mới có cái thể nhập hiểu biết như Ngài một chút xíu, như Ngài một chút xíu thôi. Những gì mà Ngài Đức Phật đã kinh qua thì chúng ta coi như là hiểu biết được một cách chút xíu cũng được, cũng là có cái gì. Thì cũng vậy, chúng ta được nghe Phật Pháp, rồi chúng ta thực hành theo cái lời dạy của chính Ngài. Thì kính thưa quý vị, nó rất là khó. Cũng như ở đây, một vị Phật ra đời, mỗi khi chúng ta biết là những gì kinh văn để lại nó cách tuyệt đối, nó không có gì thay đổi với xã hội ngày hôm nay nữa. Mình mới thấy tâm phục khẩu phục, mới thấy rằng Đức Phật quá tuyệt vời. Ngài đã nói tất cả những gì mà bề trái bề phải của kiếp nhân sinh, của kiếp nhân sinh luôn, chứ không phải nói là của tăng Phật tử phải vậy, mà nói chung tất cả chúng sinh luôn. Thì một con người như vậy, một con người cao cả, một con người mà hiểu biết được một cái giá trị, một cái triết lý sống, một cái dạy cho người ta biết cái sự điều phục, dạy cho người ta biết biết coi như làm lành lánh dữ, lại cho người ta biết coi như là chữ mê cai ngộ đi khổ đắc lạc cho người, hay là giúp đỡ cho người những tội lỗi mang đầy, nhưng giờ người đó có thể phóng hạ đầu đau, người ấy buông đau bỏ trường để mà hướng tâm đến cái thiện pháp để quay về bờ giác. Chỉ bao nhiêu đó thôi chúng ta thấy khủng khiếp, rất là ghê. Cho nên vì vậy mà nếu như chúng ta biết cái phước của Phật cho Ngài đã tịch diệt rồi, cái phước mà chúng ta thừa hưởng được cũng là quá là tốt đẹp. Cũng như quý vị biết là nhờ có Phật á, chúng ta mới khởi sinh lên những thiện tâm, mà những thiện tâm tốt đẹp cao cả, những cái mà vị tha, mà bất cầu báo. Rồi chúng ta biết là cái như bố thí mà là Bà Phát Tha Bà Mì, tức là bố thí độ đó, bờ kia, bờ trên, bờ cao thượng,
hay chúng ta có những từ tâm, hay chúng ta có cái sự chân thật, chúng ta có cái từ bi, vân vân, chúng ta có sự chân thật, vân vân, là phải nói rằng chúng ta chia sẻ cho đời rất là nhiều. Và cũng chính vì nhờ có Phật đó mà chúng ta mới làm được những cái việc lành. Và chính chúng ta đang sống nhờ cái phước hậu, cái phước quá khứ đó mà chúng ta đang thừa hưởng đây. Và cũng chính nhờ Phật đó chúng ta mới làm các việc lành để hành trang cho mình ở trong tương lai. Thì kính thưa quý vị, nếu như có một người đó thì rồi chẳng, cũng như bây giờ chúng ta mê hay chúng ta thích một cái ca hay là một cái người nghệ sĩ, một người vậy, một diễn viên nào đó, hay là một con người nào đó mà giỏi, thì chúng ta nghe qua băng kinh, chúng ta nghe qua coi như là sống truyền thanh, truyền hình luôn, nhưng nó cũng bằng khi chúng ta gặp trực tiếp với những người mà nổi tiếng. Họ thích gặp những người nổi tiếng để người ta trực tiếp nhìn tận mắt. Thì cái giá trị tận mắt này nó không phải là dễ dàng. Thứ nhất, người đó khó đi. Thứ hai, nó đi đã là người của công chúng rồi đó, thì mọi việc họ rất là bận biểu, và cũng như là họ cẩn thận, và họ không thể gặp một cách chung chung được. Thì cũng vậy, để mà có cái sự, để thấy rằng sự ra đời của một bậc chánh đẳng chánh giác là một hãng hữu rất đúng xác như vậy, và khó có thể gặp được. Bởi vì Đức Phật Ngài hữu duyên với Ngài để mà tế độ, để cho giác ngộ. Còn những người không hữu duyên thì kính thưa quý vị, giỏi lắm là chỉ là có khởi sanh lên những thiện tâm cũng là tốt rồi. Những điều thương, khi mà chúng ta gặp được Phật thì chúng ta đã có cái duyên. Bởi mới không có cái duyên mà chúng ta gặp được Phật thì chúng ta phải thực hành theo cái lời dạy của Ngài. Và chúng ta biết buông bỏ, chúng ta biết bớt chấp thủ, chúng ta biết bớt tham ái, bớt chứa đựng cái ác bất thiện nó nhiều. Mà chúng ta có cái tâm tu, đi theo con đường của Ngài đã đi, tức là tu tập bát chánh đạo, vân vân. Thì như thế thì nếu chúng ta trong dòng sinh tử và chúng ta có niềm tin tuyệt đối, chúng ta thực hiện cái vai trò hộ đạo, hộ pháp, hộ tăng, để chúng ta gần kề với những hình bóng này, với những lời nói này, với cái sự thực hành này, bằng cách tạo bằng thân, tu tập bằng chính cái giá trị hiện kiếp của chính mình, thì chúng ta sẽ có thể trong tương lai chúng ta diễn kiến được Phật. Chứ không phải mình cầu thấp nha, rồi chúng ta cầu nguyện mới mốt con gặp Phật, được gặp Phật, mà nhưng mà đi trên con đường Phật đã đi và thực hiện những gì, thể nhập được những gì mà Đức Phật này đã thể nhập, thì chúng ta sẽ gặp được Phật. Cũng như chúng ta nói cái Soman Pasti, tức là ai thấy pháp là người đó thấy Như Lai là như vậy. Chính bạch thượng tọa, đây là cái câu trả lời của chính con. Nếu có điều gì cần phụ tục thì kính cung tịnh thượng tọa. Nhà thượng tọa cái hỏi tiếp, có thể hôm nay chắc không có vị nào thì các con sẽ trả lời tiếp tục cũng được. Và thượng tọa yên tâm để của Phật thấy khi nào vào, rồi sau đó còn cái thời gian thường gần kết thúc tiếp thì mới kết thúc chương trình. Nhà một Phật kính thượng tọa. Sa thu cái kinh thượng tọa thượng quyền, rất là trong cái thượng tọa thượng quyền đã giúp cho phần này, tại vì hôm nay không có chữ đăng á, thành ra nhiều khi chúng ta cũng cùng nhau để gánh. Xin được hỏi thượng tọa thượng quyền là ở trong cái cuộc đối thoại giữa Đức Phật và Bà La Môn Xê La có một đoạn rất là thú vị, đó là Bà La Môn Xê La hỏi Đức Phật rằng ai là người mà có thể truyền thừa được, dạ, ai là đệ tử có thể truyền thừa được Đức Phật, thì Đức Phật trả lời là có ngài Sariputta và có tôn giả Sanh Lợi Phật. Tại sao khi mình nói về một vị thầy cao cả, thầy vĩ đại, thì mình lại phải hỏi là vị thầy đó có truyền nhân không? Tại sao lại hỏi câu như vậy?
Và tại sao khi hỏi Bụt nói là ngày Bụt Diệm Liên, ngày không nói ngày này kia, ngày là phải đề cập đến ngày Xá Lợi Phất? Xin thưa đồng tiêu quyền Quang Kỷ chia sẻ một vài cái suy nghĩ của chúng ta về điều này. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ, cũng kính lễ chư tăng, kính chào chư Phật tử đại chúng. Ở đây một điều mà chúng ta thấy rất là đặc biệt. Nếu như cái giáo phái đó được lớn mạnh, cái gia đình đó thôi được tốt đẹp, tức nhất là cha mẹ là những người tốt đẹp, nhưng đều phải có những người con mạnh mẽ và tốt đẹp. Nếu như vị thầy đó có những người đệ tử, có những môn đồ cũng xuất sắc, cũng mạnh mẽ và có thể thay vì đó để đảm đương, thì cái hội chúng đó mình hội chúng rất là tốt đẹp. Thì chúng ta thấy cái điều đặc biệt á, là chỉ ở trong đệ tử của Đức Phật. Chúng ta nhớ, có thể nói rằng về cái toàn tri toàn giác, về cái trí tuệ nhất thiết chủng trí của Đức Phật là đặc biệt rồi. Ngoài ra Đức Phật đó, cái người thứ hai đương thời của thời Phật đó chỉ là ngày Xá Lợi Phất. Người thứ ba đó là ngày Bụt Kiền Liên. Cái sao bậc ca mà thuần thủ thanh văn ở tay mặt tay phải của Đức Phật, tức là bên tay mặt là Đức ngài Xá Lợi Phất và bên tay trái là ngài Bụt Kiền Liên, thì chúng ta thấy đây là cái gì? Tướng giỏi, một vị vua hay là một người làm vua hay là làm bất cứ một cái chức vụ gì, ví dụ chúng ta nói là người ấy làm tổng, thì cái phó tổng thống hay là các bộ ngành là thừa tướng, ví dụ như thừa tướng hay là quân sư, hồi xưa kêu thừa tướng quân sư đó, phải giỏi thì cái nước đó nó thịnh trị, mà vị vua đó nó cũng được lòng dân, có đầy đủ cái sự sáng suốt. Nhưng cùng với cái gì, cùng với những người tiếp giúp mình, thì đất nước đó nó rất là mạnh, nó hùng cường. Ngược lại thì cũng vậy, kính thưa quý vị, ở trong tinh thần, nếu như là một cái giáo lý của Phật, một tăng đoàn của Phật, một cái ngôi nhà của ngài mà nó có phải đầy đủ tất cả các thứ lớp, mà đây là cái phước báo của vị chánh hạnh chánh giác, chúng ta nhớ nha, phước của vị chánh hạnh chánh giác, tức là phải có hai vị thượng thủ thinh văn, lúc nào cũng vậy, hai vị thượng thủ thinh văn đó cũng là thay Phật có thể việc quảng bá, có thể truyền dạy một cách đầy đủ cho đại chúng, cho những người tu theo Phật. Bởi nhiều lần trong kinh văn, lời Xá Lợi Phất nói cũng chính là Như Lai. Đời của cái việc làm của tôn giả Mục Kiền Liên hay là ngày Mục Kiền Liên, đó cũng chính là Như Lai xác nhận đó chính là một việc làm rất là đúng đắn, rất là tốt đẹp. Và chúng ta như thế thấy, bởi sao mà gọi là đệ nhất về trí tuệ chính là ngày Xá Lợi Phất, và đệ nhất về thần thông chính là ngày Mục Kiền Liên, thì chúng ta tạm gọi như là một vị quan văn quan võ, coi như là bộ chân quá và bộ quân sự, thì phải mạnh mẽ mới được, thì không sợ cái ngoại bang nó tấn công. Và nhờ những cái người giỏi này thì những cái người đệ tử hay là những cái môn đệ, nên những người đệ tử của ngài Xá Lợi Phất và những đệ tử của ngài Mục Kiền Liên nó nhiều và nó kế thừa, thì chúng ta thấy, chúng ta thấy cấp độ của một vị Phật nó lớn lao cái chừng nào. Ngài Mục Kiền Liên, xin lỗi, ngài Xá Lợi Phất, chúng ta nhớ cái trí tuệ của chính ngài là không có cái tự mình giác ngộ thôi, và ngài không có một cái trí tuệ đặc biệt, tức là cái túc mạng minh, cũng chứng túc mạng minh sinh tử minh, nhưng đều không có phải mà chứng đắc, mà kiểu như là cũng như là Phật đâu, chứng đắc khi cái sự chỉ dạy của Phật.
chỉ có cái kiểu như tam minh, đối với các vị Phật thì chúng tam minh thì bậc chánh đẳng chánh giác ngày chưa hiểu biết được cái tâm tư của ngài, cái sanh tử minh của mình, cái túc mạng minh, cái sanh tử của mình và cái sanh tử của chúng sinh thì chỉ có thể mình biết được mình. Những điều đó với cái tự giác của Phật biết được chúng sinh khác, các vị đệ tử cũng biết được chúng sinh khác nhưng biết ở cấp độ giới hạn. Cho nên nhiều lần thí dụ ngày như ngày Mục Kiền Liên nhìn thấy con quạ, quán cái con quạ thì Đức Phật đi tới cái đó, đây không phải là cái việc làm sai là Phật như ngày sinh mất hay là ngày cái xóa gì tôi quên chỗ này, thì chúng ta thấy là cái việc làm đó không phải là việc làm của sai là Phật. Cái chuyện đó đó chỉ có Đức Phật ngài có cái Samma Sambuddha toàn tri toàn giác ở chỗ này, còn đặc biệt ngoài đó Phật thì chúng ta phải nói đến ngài Sariputta. Nhiều đoạn kinh và nhiều lần chúng ta thấy ngài Xá Lợi Phất trả lời cho những cái người đệ tử, cho các hàng xuất gia cũng như là các hàng tại gia cư sĩ, là vua quan hay là con người bình dân ở trong xã hội, thì ngài chính ngài cũng nói luôn, chính ngài cũng dạy luôn. Rất 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 nhiều hội chúng của hai vị đi về với Phật, và rất rất nhiều lần Đức Phật ngài bảo ngài Mục Kiền Liên và ngài Xá Lợi Phất phải truyền dạy cái giá trị tu tập cho những người đệ tử, vân vân. Những lúc mà nhiều khi các người vị đệ tử về đông quá đó thì gây cái sự ồn ào, cái này trong chuyện có đó là đệ tử ngài Xá Lợi Phất, thì Đức Phật ngài nói rằng không thể như vậy được, thì bảo ngài Xá Lợi Phất phải dạy lại cho các vị tùy theo. Thì chúng ta biết cái mà khi mà hỏi, khi mà trong kinh ngày hôm nay, trong kinh Xê La này á, thì Xê La này hỏi á, thì là mong Xê La hỏi Đức Phật từ truyền thừa, thì bởi vì phải nói một con người mà con người đó được đầy đủ, được hoàn bị, có thể thay ngài một cái giá trị khẳng định như vậy để cho Bà La Môn Xê La biết được cái khả năng của ngài ngài Xá Lợi Phất như thế nào, và chính tiếp nhận với ngài Xá Lợi Phất là Bà La Môn Xê La không thể nói gì đâu, chứ đừng nói chi mà nơi chính ngài. Thì hỏi như vậy đến chi, để người ta mới biết rằng cũng như bây giờ đó, là cái phong sâm của mình phải là như thế mới được. Bây giờ nếu như một cái vị trụ trì hay một vị trụ trì mà không có nhiều cái người tiếp giúp thì cái chùa rất là ít, rất là yếu, mà phải có chư tăng, phải có Phật tử, tức là giữa tăng tục đó tiếp giúp hay hoặc là cùng nhau tu tập thì họ chúng nó mới mạnh mẽ, thì thiền môn nó mới thành đạt được, nó phát huy được, nó kế thừa được. Thì kính thưa quý vị, người ta nói rằng nhiều khi tức là ít người quá đó thì không có thể truyền thừa, mà ở đây Đức Phật ngài đầy đủ những người đệ tử, dù cho là xuất gia cũng vậy và tại gia cư sĩ cũng vậy, cũng là những người đầy đủ vật chất, đầy đủ trí tuệ và đầy đủ cái niềm tin, cho nên cái giáo pháp của ngài nó mới lớn mạnh. Cho nên cái sự lớn mạnh hay không là chính Bà La Môn Xê La hỏi Đức Phật như vậy, Đức Phật nói như vậy, mà nói với ngài Xá Lợi Phất thì chúng ta biết, thí dụ như ngày xưa cũng như vậy, cũng đã vang danh, và ngày nay cũng như là vang danh, cũng như là nếu là cha là mẹ những người con nó giỏi thì người cha người mẹ đó thật sự là hữu phúc. Thì cũng vậy, chứ không phải là coi như con hơn cha là nhà có phúc, và vậy nó nói theo cái cuộc đời. Dĩ nhiên rằng các người đệ tử này không thể nào mà hơn Phật rồi, bởi cho phải là cái sự kế thừa nó mang tính của xã hội. Nhưng nếu có những người con nó cũng giỏi, thì những cha giỏi có những người con giỏi, cha quá giỏi thì buộc phải có những người con giỏi, thì đây cũng là một sự minh chứng một cách rõ ràng trên cuộc đời này ta đã có những người con
ta có những người đệ tử, ta có những môn đồ có thể thay ta khi ta không hề ngủ, khi ta không có mặt ở tại nơi đó. Dạ, thưa bà thượng tọa, thì đây chính là một lời khẳng định của Đức Phật cho Bà La Môn Xê Lá là như vậy. Để tiếp theo cung kính thưa thượng tọa tiếp tục Nam Mô Thầy Giá. Chào thưa kính trình thượng tọa Thầy Quyền. Thưa thưa thượng quyền, thưa tọa có thể trả lời câu cuối cùng rồi sẽ kết thúc bài hôm nay. Thưa thưa thượng quyền, ở trong sự đối đáp giữa Đức Phật và Bà La Môn Xê Lá thì có một đoạn như vậy là cần biết ta đã biết, cần tu ta đã tu, cần bỏ ta đã bỏ, do vậy ta là Phật. Khi mà chúng ta đọc bài kệ này thì bài kệ đã cho chúng ta hiểu gì về Đức Phật? Thượng tọa Thượng Quyền có thể chia sẻ một vài cái cảm nhận của thượng tọa về điểm này không? Kính thỉnh thượng tọa. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tam Bảo Giá, Nam mô Sa Khai Giá. Kính thưa đại chúng, câu kệ mà chúng ta biết trong kinh văn nói rằng cần biết ta đã biết, cần tu ta đã tu, cần bỏ ta đã bỏ, do vậy ta là Phật. Cần biết ta đã biết, biết những gì? Kính thưa quý vị, cái mà Đức Phật ngài cần biết về tất cả là khổ, đã được biến tri một cách vẹn toàn đầy đủ. Và cái mà cần biết đã biết, và tại sao mà khổ đau như thế ngài cũng biết luôn, biết được nhân, cái nguyên nhân sinh ra đau khổ. Và ngài biết được cái cần phải thành tựu và cái cần phải tu tập, ngài cũng biết luôn. Và ngài đã bỏ cần tu ở đây tức là cần thành tựu được bốn đạo bốn quả và một niết bàn, hay là cần tu đây cũng nghĩa là tu tập về tứ thánh đế, hay tu tập con đường đạo đế, thì Đức Phật cũng đã tu và ngài đã thành tựu. Bây giờ Đức Phật không còn chấp trước thế giới bất cứ một cái gì, không nắm không giữ. Và đây chính nói đến một cái giá trị vô vi niết bàn một cách tuyệt đối. Rồi trạng thái tịch tịnh vắng lặng, ngày trở về trạng thái tịch tịnh vắng lặng, chúng ta gọi là đã bỏ gì sự thật ra, tức là để không cầm nắm, ngày không có chấp thủ bất cứ gì hết, thành tựu viên mãn trạng thái của niết bàn, của cái sự vững chắc, của cái sự tu tập được viên mãn, được đầy đủ, được tốt đẹp, cho nên gọi là Phật. Cũng như Phật là gì? Phật là bậc giác ngộ, mà giác ngộ cái gì? Giác ngộ cái tướng đấy. Thế đây xem như là nói lên cái giá trị của tướng đấy. Bởi chúng sinh do cái nhân tham ái mà sanh tử, ngài đã cắt trừ, ngài đã bỏ, nó không còn nữa, không còn cái điều nữa, trong hiện hữu trong lòng nữa. Vì chính ngài là con người khai sáng chân lý, mà chân lý đó chính là Đúc Khăn Ariya Sát Chăn, Samudaya Sát Chăn, Nirodha Sát Chăn, Magga Sát Chăn. Và đây chính là điều mà Đức Phật ngài đã kinh qua, đã thấy và dạy cho người ta thấy được cái giá trị tu tập đó, thấy được cái giá trị thành tựu đó, thấy được cái giá trị cần biết đó, thấy được cái giá trị cần buông bỏ đó, tức là một trạng thái tịch tịnh tống lặng thể nhập vào niết bàn. Và cũng như là chúng ta thấy cái sự chứng đắc không còn sinh tử, không còn khổ đau ở trong cuộc đời này, nó cũng là một điều mà hết sức là đặc biệt. Nếu như chúng ta biết là, nếu mà hỏi chúng ta tại sao chúng ta được cái đó là do cái gì,
thì chúng ta diện chứng diện dẫn một cách bài bản, một cách đầy đủ thì cũng bảy đức Phật này nói lên cái giá trị Phật của chính ngài, đó chính là khổ đế, cái điều cần biết cần biến tri ngài đã biến tri, cái điều mà cần phải đoạn trừ đoạn diệt ngài đã đoạn diệt, cái điều mà cần phải thành tựu ngài đã thành tựu, và cái điều mà cần phải tu tập ngài đã tu tập. Đó mới gọi là cái giá trị chính chắn, một cái sự viên mãn cho công cuộc tu tập. Thì kính thưa quý vị, một cái vị thánh đệ tử Phật ngài cũng đã kinh qua, ngài hiểu được như vậy. Và một người đệ tử khi mà họ học hiểu giác ngộ thì cũng phải cần phải xuyên qua những cái lý này, khổ tập diệt đạo này phải được đầy đủ, phải biến tri một cách rõ ràng về cái khổ, phải diệt trừ cái tham ái, tập đế phải được cần được diệt trừ, và Nirodha Sanchá tức là diệt đế này cần phải thành tựu, và đạo đế này cần phải tu tập, đã được tu tập rồi khổ đế cần phải được biến tri, cần biết ta đã biến tri một cách đầy đủ, tập đế cần phải đoạn trừ, ta đã đoạn trừ đặc biệt, và diệt đế cần phải được thành tựu, ta đã thành tựu. Dạ. Đạo đế cần phải được tu tập, ta đã tu tập, cho nên ta là Phật. Nói một cách khẳng định mà bài bản vững chắc để cho Bà La Môn Sê-la này phải nói là tâm phục khẩu phục. Tại sao gọi là Phật? Thì chúng ta nhớ có một lần ngày, có như đi trên đường khi mà Đức Phật ngày giác ngộ thì mới hỏi ngài, quý vị nhớ cái người gặp Phật nó hỏi ngươi là trời phải không? Nó không. Ngươi là người phải không? Không. Nó cũng là hỏi như vậy thì ngài đó, ngài là ai? Ta là Phật. Phật là cái gì? Đây cũng chính là Phật, là con người đã giác ngộ. Con người đã giác ngộ cái gì? Giác ngộ về cái sự khổ, giác ngộ về cái sự nguyên nhân sinh khổ, giác ngộ về cái sự chấm dứt khổ, và giác ngộ về con đường đưa đến sự chấm dứt khổ là vậy. Rất là đặc biệt, rất là tuyệt vời. Khác hơn, thường thường chúng ta giải lý cái nếu mà hiểu Phật pháp thì chúng ta phải nhớ gì đó. Người ta nói Phật mình tu Phật chứ không biết cái gì gọi là Phật. Phật là cái gì? Phật cho con người giác ngộ, mà giác ngộ cái gì? Chắc là giác ngộ về giác ngộ về cái gì? Cái như làm lành đánh dữ, giải cho chúng ta làm lành đánh dữ, rồi giải cho chúng ta ăn, hãy dạy cho chúng ta tu. Có Phật là gì? Có Phật ở đó là dạy cho chúng ta tu. Phải. Có Phật là gì? Phật tức là một cái bậc mà bậc là Phật coi như đã không còn là con người bình thường, là một bề cao, là một bề trên, vân vân. Cái đó khi chúng ta nghe nói như vậy là chúng ta biết họ không hiểu rồi. Mà làm họ hiểu Phật pháp, hỏi Phật là gì? Phật là một bậc giác ngộ. Mà giác ngộ về cái gì? Kính thưa quý vị, thì chúng ta phải nói giác ngộ về tứ đế, giác ngộ về sự thật, phơi bày sự thật, chỉ dạy sự thật, và để chúng sanh đi giác ngộ sự thật đó như chính ngài đã giác ngộ. Kính bạch thượng tọa, câu trả lời của chính con, nếu có điều gì cần bổ sung, tương tự kính cung kính thượng tọa. Nam mô Bổn Sư A Di Đà. Sa thú kính chừng thưa tòa thưa quý thưa Phật tử, trong cuộc đời này có những câu nói, có những cuộc đối thoại, có những cái câu chuyện được lưu lại giữa các bậc hiền trí, các bậc thiện trí. Chúng ta
thường bắt gặp là những câu nói rất là ngắn gọn. Ngắn gọn thôi. Nhưng mà ở trong đó đó có thể chứa đựng cả một cái có một khung trời chứ đừng không biết bao nhiêu thứ. Và nhiều khi chúng ta rất khó có thể cảm nhận được nếu mình đọc thoáng qua. Câu chuyện này cũng vậy. Bà La Môn Xê La đến gặp Đức Phật. Quý cái bài kinh này thì cuộc đối thoại giữa Bà La Môn Xê La với Đức Phật không có dài, nhưng mà trong đó chứa đựng rất là nhiều. Và chúng ta có dịp thì đọc kỹ lên những đoạn này. Và qua đó chúng ta suy gẫm từng câu một. Ví dụ như hồi nãy thưa Tự Quyền có nói đó, mà chúng ta cũng có đọc ở trong phần chánh kinh. Không phải tự nhiên mà Bà La Môn Xê La hỏi Đức Phật là Đức Phật này có truyền nhân không? Không phải tự nhiên mà Bà La Môn hỏi như vậy. Hỏi giống như hỏi Lạc Đề. Nhưng mà một bậc thầy á, đúng nghĩa là bậc thầy, thì phải có truyền nhân. Người ta nói minh sư xuất cao đồ. Ông thầy giỏi á, thì có học trò giỏi. Học trò giỏi phải có ông thầy giỏi. Nếu ông thầy không có học trò giỏi đó, thì ông thầy chưa gọi là giỏi được. Không thể nào một người gọi là minh sư mà không có cao độ. Thì câu hỏi của Bà La Môn Xê La là một người biết hỏi và hiểu chuyện mới hỏi được câu hỏi đó. Có những câu nói rất là ngắn của Đức Phật mà câu đó lại chứa đựng nhiều, rất là nhiều ý nghĩa. Chúng ta phải học Phật Pháp để chúng ta phải hiểu được cái giá trị, thì chúng ta mới thấy thấm thiết. Như là con nói là thân làm người khó được, Phật Pháp không dễ để nghe. Thân làm người khó được, Phật Pháp không dễ được nghe đó. Thì đối với người bình thường, ồ, mình là người mà có gì đâu quý. Ở trên thế giới này 7 tỷ người nạn nhân mạng khắp nơi. Và Phật Pháp thì mình muốn mình lên YouTube mở nghe thôi, sao khó nghe được. Nhưng mà thật sự không phải như vậy. Nghe Phật Pháp là một cơ hội hẳn hữu. Nghe mà hiểu hiếm lắm thưa quý vị, rất hiếm. Những điều này chúng ta phải đọc và không thể đọc một cách hời hợt. Chúng ta nhớ hồi còn nhỏ đó, có một lần đọc một cái giai thoại cũng lâu lắm rồi, về hai nhân vật ở trong thời kỳ Pháp thuộc đều là có văn tài, tức là Phan Văn Trị và Tôn Thọ Tường. Cả hai vị đều là trí thức, một người thì theo Pháp và một người chống Pháp. Người theo Pháp á, thì là bài thơ mượn cái tâm trạng của em của Lưu Bị, mà người sau này chúng ta gọi là Tôn Phu Nhân. Biết cái bài mà chúng ta nghe là Tôn Phu Nhân Quy Thục, cực thánh gương vẹn chữ tông, nhìn xưa rặng tiếc gái Giang Đông, rời Ngô Bình Định chồng mấy bạc, về hãng đành trao mạnh má hồng, son phấn thà đem giày gió bụi, đá vàng ai để thẹn non sông. Anh hỡi Tôn Quyền anh có biết, thà mất lòng anh được bụng chồng, thà mất lòng anh được bụng chồng,
Thì một người mà theo pháp mà, một người đã nhận là quan cho pháp, thì tha là hy sinh dân tộc, nhưng mà không có để bích lòng cấp trên của mình, chừng đó nghe cũng được. Nhưng mà rồi chúng ta cũng nghe một câu thơ cũng họa lại bài đó, nhưng mà nói rằng: anh hỡi Tôn Quyền, anh có biết phận trai thời chú, gái thời chồng. Người phụ nữ theo chồng thời chồng là phải rồi, nhưng mình là nam nhi đại trượng phu, mình phải khác chứ, đâu thể nào mà con người mình thấy hình đối dạng như vậy được. Thì thưa quý vị, những câu thơ đó rất là ngắn, nhưng mà nó để cho ta một cái dấu ấn lịch sử, một giai đoạn của thời pháp thuộc, của những người trí thức. Có người thấy rằng thôi, không thể không hợp tác với pháp. Có người nhất định một tấm lòng chân thành, là dù pháp có cho mình bao nhiêu bồi danh bá lợi mình cũng theo. Mỗi người có lý do riêng. Ở đây chúng ta không có phê phán, và ở đây chúng ta nói rằng có những câu thơ rất ngắn, mà chúng ta phải ở trong giai đoạn lịch sử đó thì chúng ta mới hiểu được. Vì vậy khi mà mình đọc vào trong kinh điển, chúng ta phải hiểu cái chiều dày của văn hóa, và trong cái câu đối đáp thì ghi lại vỏn vẹn trong một số những cái bài kệ, những cái thơ như vậy, để cho chúng ta hiểu rất nhiều về thế nào là Đức Phật, thế nào là sự ra đời hẳn hữu của Đức Phật, và tại sao Bà La Môn Xê Lá đã làm một cuộc thay đổi lớn trong cuộc sống của chính mình. Và chúng tôi mong rằng những gì mà Chư Tăng chia sẻ ngày hôm nay cũng sẽ là một điều gợi nhắc rằng có những bài kinh chúng ta đi ngang qua, thấy những bài kệ mà chúng ta nghĩ rằng không cần phải đọc nhiều, kỳ thật rất nên đọc kỹ, và nếu nghe rồi thì nên đọc lại một lần nữa, để từ đó chúng ta có thể lãnh hội được những ý nghĩa rất là thâm thúy. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dharma. Kính trên Chư Tăng đã vào Rung để thuyết giảng đến lễ nguyên này. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy. Sa thủ lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong Rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, quý ấp sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con kính tri ân với nhà Nhật Quỳnh, ơn đạo tràng đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Kapapa giriya mama kaya na vaja mana sa vidase sukatang katang ye sa kapa sanyino ati ye ya sa ta sanyino katang guya palang maya sa.
ti pa ki pa văn tu te ye tăng ca tăng su ri tăng nên tăng bún nhà pa lang ma ya ye cha ta thân cha nam ti đề va gan tua hi ve ca dung sa pe lo cam hi ye sa ta chi văn ta ha ra ne tu ca ma do nhân phu cha nam sa pe la phan tu ma ra chi ta pa ti. Con xin hồi hướng phước lành là khắp cùng pháp giới chúng sanh rồi dừng. Mẹ thầy tổ ân nhân hiện tiền quá ban tròn phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan nghị bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa pháp luân thường kiện nhà nhà an cương, chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mang căn nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành vốn quả vị nhân tu sa phang su mang ga lang ga khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu pa ve na so ti on tu ni ron ta lang o tu sa phang su mang ga lang ga khan tu sa pa di va ta sa pa dhamma lu pa ve na so ti on tu ni ron ta lang o tu sa phang su mang ga lang ga khan tu sa pa di va ta sa pa sang ka lu pa ve na so ti on